Một cô, hai cô, ba cô, bốn cô, năm cô. Ngõ xỉu à, đi, đứng lên theo chị Tường. Tất cả các cô gái xòe tay ra phía trước. Lễ hội, rao tay, bắt đầu. Đầu tiên, trai á, có quyền cầm hai tay để cảm nhận cho kỹ. Chứ rồi hết ba người, chứ mới rồi có một người hà. Rồi, cô kế bên. Ủa sao hai tay vậy? Người ta đưa hai cánh tay luôn, mình nắm cánh thôi. Rồi cô bên này. Không phải luôn, có nhận chứ có dây chuyền không phải luôn. Sao không tay vậy? Tay còn tay nữa, bốn tay. Hồi nãy em thấy có ba tay à? Ừ, thì chị mới có tay nãy, tay của chị Tường. Nghe tay này đúng không chị? Nhanh nè, chốt nè. Này. Rồi tỏ tình đi. Có được gỡ không chị? Không, tỏ tình xong mới gỡ. Xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và buổi trưa ngày hôm nay thì Cát Tường đang ghi hình tại phim trường MCV Complex. Và mọi người ơi, đang nghe một cái mùi rất là thơm, giống như ai đó đang chế biến đồ ăn. Vậy thì cặp đôi ngày hôm nay có điều gì lạ để chia sẻ cùng với quý vị? Chúng ta sẽ tiến vào tiếp cận anh chàng đứng đằng kia quý vị nha. Wow, hello hello. Rồi, chào bạn trai, mình đang làm gì đó? Dạ, em chào chị, em đang chiên đậu hũ vậy. Mình làm món gì vậy? Dạ, em làm món là hủ tiếu xào chay á. Lý do tại sao hôm nay đến cái chương trình hẹn hò mà mình lại làm món hủ tiếu xào chay, nó có ý nghĩa gì không em? Tại vì hàng ngày thì em ăn chay trường. Nếu mà nói ăn chay mà trường thì được hơn 2 tháng. Ngày hôm nay thì em làm món này để lát mời bạn gái đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có cái gì muốn, thông điệp gì muốn gửi bạn gái không? Có thông điệp là gửi bạn gái là cuộc sống thì lúc nào nó cũng khó khăn, áp lực. Đôi khi mình về, mình làm xong công việc, mình về mình ăn một cái món ăn do đích thân mình nấu mà không có sự oán giận của chúng sinh thì trong thân tâm mình sẽ an lạc hơn. Nhưng mà giờ rủi như bạn gái của mình không chưa chắc gì nó muốn ăn chay thì em nghĩ như thế nào? Thì cái đó thì tùy thuộc vào thời gian thì em sẽ thuyết phục thôi. Đừng có lát cân nhắc, đừng áp đặt bạn gái nha. Dạ đúng rồi, em đâu có áp đặt mọi người. Mình ăn là chuyện của mình, còn người ta không ăn được thôi nha. Dạ. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ chờ đợi món ăn của em để mà dành tặng cho bạn gái hôm nay như thế nào nha. Dạ, em đang nấu món cơm sốt đậu hũ với sốt cà chua và luộc rau ạ chị. Ủa sao nguyên liệu này sao quen quen vậy? Ăn chay chị ơi. Ủa ăn chay hả? Dạ. Sao tự nhiên bữa nay ăn chay? Dạ tại em đạo Phật nên hả, thường mùng 1 hay với lại 30 rằm rồi. Dạ. Rồi nói chung là cũng người biết ăn chay. À, hôm nay là mình làm cũng là đồ chay và cũng tàu hũ cà chua với rau. Rồi thôi chúc em thực hiện món ăn thật là ngon miệng. Ủa món ăn này lát nữa mời bạn trai phải không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Xin mời quý vị theo dõi màn trao đổi món ăn ngày hôm nay quý vị nha. Đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika tô son xinh mật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay rất đặc biệt quý vị nha. Rồi mời em gái vào. Trái qua cái nữa, qua cái nữa. Rồi mời vô. Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra nha. Dạ em cảm ơn chị. Ok. Ai
Chào chị Cát Tường. Ok, chào em gái. Chào chị. Rồi, được không cơm, được không trai? Được cánh xin đi, không có. Có mặt nạ mình giải quyết không nổi sao mình kiếm vợ được. Rồi, bây giờ hai bạn về vị trí rồi, mình sẽ giới thiệu thật lớn to rõ ha. Em trai giới thiệu trước. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái ở phía đối diện. Em tên là Lê Văn Hòa, em năm nay 26. 26, sinh năm nhiêu? 94. Em quê ở Thanh Hóa, ba mẹ thì đang ở Đồng Nai. Hiện tại em đang là kỹ sư xây dựng về mảng quản lý thi công. Hiện tại em đang công tác tại Bình Dương. Bình Dương ở khúc nào? Dạ, Nam Tân Nguyên. Vậy là ở Bình Dương là mình ở công trình luôn, mình ở nhà thuê hay là mình ở nhà của công ty? Dạ, công ty thuê. Là ở đó lâu không hay là mình làm hết công trình đó mình lại đi hay là ổn định ở đó luôn? Dạ, mình làm theo dự án chị. Có nghĩa là công trình có thể 1 năm, 2 năm hoặc là 6 tháng gì đó. Còn công ty chính là nằm ở đâu? Công ty chính nằm ở 14 Lam Sơn, phường 6, quận Bình Thạnh. À, vậy có khi là cũng có thể, nhiều khi mai mốt về Sài Gòn làm cũng có thể nữa phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi em gái. Dạ chào chị, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, em năm nay 27 tuổi. Là 93. Dạ 93. À. Dạ. Có bạn trai nhỏ hơn tuổi được không? Dạ cũng được, miễn chỉnh chạc là được. Trời, ta còn kỹ sư mà. Dạ. Rồi, tiếp. Dạ em làm nhân viên văn phòng chị ở quận 7. Quận 7, quê mình ở đâu cơ? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7 luôn. Rồi từ chỗ em làm á đi dạ. Chạy lên đây mất bao xa? Thì cuối tuần em hay lên quận 7 làm từ thiện khoảng tiếng rưỡi á. Thật ra cũng gần, Bình Dương nó cũng đắp danh ha. À, có quen nhau thì cũng có cơ hội tuần gặp nhau một hai lần tìm hiểu cũng được, rồi mình rút ngắn cái thời gian quen nhau lại. Nhưng mà thí dụ nguyện vọng mình là muốn khi nào kết hôn? Dạ 1 đến 2 năm á chị. 1, 2 năm. Còn em? Em thì không có đặt ra thời gian, khi nào cảm thấy ok. Đúng người, đúng thời điểm. Đúng ha. Người, đúng thời điểm. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là em tự lập từ nhỏ. Good. Em hòa đồng, em thích nghi mọi môi trường. Còn điểm yếu chắc là em hơi nóng tính tại làm ngoài công trường á. Còn em gái thì điểm mạnh, điểm yếu mình sao? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, thật thà với lại hay giúp người. Còn điểm yếu của em là cũng nóng tính với lại làm áp lực nhiều quá là quạo chị. Tình trường thì sao nè? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà vài tháng à chị ơi. Vài tháng sao vậy, sao ngắn ngủi vậy cưng? Cụ thể là ví dụ giờ cái mối tình gần đây nhất nè là quen được bao lâu? 4-5 tháng. 4-5 tháng. Dạ người ta nói người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Người ta vẫn chưa quên được người yêu cũ. Trời ơi sao ông nào vô duyên vậy. Còn cái mối tình trước? Tình trước quen là người ta nói không hợp tính cách vậy thôi. Ờ, tình trước quen được mấy tháng? Cũng 2 tháng. Là toàn người ta nói chia tay không à? Tội nghiệp em bé của tôi ghê không? Cái gì đâu mà hai đàn người đàn ông phủ phàng ra đời đầu đời của người ta vậy. Mà cũng không có gì phải tổn thương với mấy chuyện đó. Cái duyên nó không phải của mình. Nhiều khi họ đi mà để cho cái người sau họ đến họ tốt hơn. Họ sẽ lo cho mình. Thương quá, xúc động sắp khóc rồi kìa. Bởi vậy hai ông nội nào ác ghê vậy đó, ông không hợp tính cách. Còn ông không quên được người cũ thì thôi đừng có bộ. Quên người cũ đi cua người ta làm chi vậy. Nghe nghe chuyện của bạn gái thấy sao không? Nghe thì thấy cũng hơi xót thương. Xót thương. Xót thương. Rồi có người yêu cũ gì không? Không, em tính cách của em rất là thẳng thắn. Khi chia tay là em là không có liên lạc gì em luôn. Coi như là hai người dưng. Rồi, mấy mối tình rồi? Chắc 4 á. Mối tình sâu nặng, mối tình mới chia tay đây là chị. Hình như quen được gần 5. Rồi sao chia tay? Do em đi làm ở Hóc Môn, cô ấy là sinh viên. Tính của cô ấy con nít đó. Nên cô ấy, với lại cô ấy, hình như cô cắm em cái sừng. Có cắm em cái sừng nữa? Dạ. Trời ơi, có cắm không mà hình như là sao? Cắm là cắm mà không cắm là không cắm. Nhưng mà cái mối tình đó ai nói chia tay? Hai người có dành thời gian cho nhau 2 tuần để suy nghĩ. Xong đó em đi làm kiểu như ở công việc của em nhiều quá đó. Em không nhắn tin hỏi hai người hết. Sau hết 2 tuần thì em lên tới phòng trọ thì em thấy cô ấy đi chơi với một người em trai. Thì em nghĩ là nếu mà quen, chia tay xong mà quen thì chắc chắn hai người đã tìm hiểu lâu rồi. Cũng không giải quyết được gì rồi lặng lẽ thôi. Chưa chắc em ơi, nhiều khi chia tay em tháng ta buồn ta khóc đúng tháng. Cái bữa đó ta hết khóc bước ra đường có cái anh kia cái người ta vô luôn. Rồi cái tự nhiên em tới em thấy ngay lúc đó. Chưa gì mình nói người ta quen cắm sừng mình. Thì em mới nói là hình như hình thôi. Hình như thôi phải không? Ờ hình như. Thì mình rút được kinh nghiệm gì không? Mối tình này thì chắc rút kinh nghiệm là có việc gì thì mình giải quyết luôn.
có việc gì giải quyết luôn là sao? Có nghĩa là xảy ra mâu thuẫn gì mình giải quyết ngay tại đó luôn. À. Chắc có lẽ là do em im lặng 2 tuần á. Đúng rồi. Nên kiểu như con gái. Đàn ông là cái gì phải rõ ràng, dứt khoát, mạnh mẽ, cứ im là người ta khó chịu lắm. Phụ nữ là sao cũng được, yes or no nó rõ ràng. Thì con gái mà người ta, mình cũng không trách người ta là trẻ con được. Vì phụ nữ ai cũng vậy, như chị mà chị yêu chị cũng trẻ con à. Tình yêu mà không có tuổi tác đâu, bao nhiêu tuổi cũng trẻ con như thường. Thế thì em đã có thời gian, em đã sẵn sàng cho một cái cuộc tình để mà mình có dành thời gian quan tâm, chăm sóc đến họ không? Em nghĩ thì có, tại vì không ai bận hết 24 tiếng hết. Đúng rồi. Một ngày có 8 tiếng thì 8 tiếng làm việc và 8 tiếng nghỉ ngơi. Thì cái thời gian nghỉ ngơi đó thì mình sẽ dành thời gian để hỏi thăm. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em mà em từ xưa tới giờ em không có đặt hình mẫu. Có cảm xúc thì em sẽ tiến tới. Ừ. Thế còn em, mình có tiêu chuẩn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn trai là trước tiên là tôn trọng mình, thứ hai là tin tưởng, thứ ba là biết chia sẻ công việc nhà với mình, quan tâm, lo lắng, có trách nhiệm với gia đình vậy thôi. Rồi, thế về ngoại hình có nhu cầu gì không? Dạ không, chỉ tròn tròn thôi, tròn tròn và cao hơn em. Tròn tròn cao hơn em cao mét mấy? Dạ 1m64. Trời ơi, cao dữ vậy đó hả? Cưng cao mét mấy cưng? Dạ 1m7. Rồi cũng được, may quá, hết hồn, nhỏ cao 1m64. Cho chị mượn tấm hình coi nè. Dạ chị, em gửi chị. Rồi kiếm đi, ảnh cao 1m7. Một mét sáu bốn, trời ơi, ngồi không mà sao biết. Cho ảnh một cái đặc điểm nhận dạng coi. Chị, ui. Anh này. Anh nào? Anh này. Anh đang mắt kiến đó hả? Lý do sao đón anh đó? À, anh đó nói cao 1m7 nên em nghĩ. Rồi ráng nó đi, đợi đi, có phải anh đó hôn. Tìm ra cổ không em? Cổ này không chị? Đâu? Đây nè. Nhỏ quá chị cũng không thấy nữa. Mời hai bạn ha, nhìn vào cái cửa trái tim này coi. Hôm nay cảm nhận mình đúng không là mình so nha. Có nhiều người nhìn hình mà nhìn ngoài luôn vẫn chưa biết ai luôn. Thiệt. Mời hai em. Rồi mình chào nhau đi nè. Chào em. Chào anh. Nhìn là đây rồi. Đâu? Đây nè. Bậy nữa thấy chưa? Tôi vừa mới nói có nhiều người nhìn hình mình chưa đoán đúng. Đứng lên hỏi cổ. Em ơi em là ai? Em ơi, à đây. Em thấy rồi, em thấy rồi. Ôi, rồi ngồi xuống phạt. Hồi tôi phạt cho coi. Em đoán đúng chưa? Dạ không, em đoán sai. Em đoán anh này nhưng mà là anh này. Hai người sẽ bé. Nhưng mà em tội nặng hơn. Là em nhìn hình rồi mà em còn chưa chỉ đúng nữa. Rồi sao? Mẹ em gặp tặng quà đi nè. Tới đây anh có hai món quà. Thứ nhất là món quà to, món quà nhỏ. Món quà nhỏ. Đâu? Nào cái này to hay nhỏ? Em là to rồi nè. Ôi ơi. Còn đây là món quà nhỏ anh tặng em rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi anh. Rồi anh cảm ơn em nha. Món quà này to hay nhỏ? Dạ to phải món này chị. Rồi ngồi xuống đi. Anh tặng món nhỏ thì lấy, anh tặng món to lấy không? Để tìm hiểu. Để tìm hiểu nè. Thôi mở quá hai quà xem đi chứ, hai đứa mở quà đi. Đó nó có ý nghĩa gì? Rồi quà của bạn gái trước nè. Cái đó là em làm. Trời ơi. Rồi, chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật đâu sinh nhật? Chúc mừng Giáng sinh chị. Rồi đọc lên coi những gì trọng. Chúc anh Giáng sinh này vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân yêu. Merry Christmas. Rồi cái này là cái gì em? Dạ quấn album ấy. Ý nghĩa gì? Ý nghĩa là hai đứa nếu đến chụp với nhau sẽ có những cái khung hình đẹp khi trên động. Được không? Rồi món quà của ảnh có ý nghĩa gì? Là cái son. Thì mỗi lần em đi làm em tô son nhớ tới anh thôi. Ồ. Mỗi lần em đi làm em tô son cho mấy anh kia nhìn. Đúng không cưng? Muốn nghĩ sao cũng được hết trơn á. Rồi bây giờ mở cửa trái tim này ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn như thế nào? Thấy hồi hộp quá, tại lâu rồi chưa nhìn con gái đối diện mặt luôn. Vậy hả? Vậy là có điện rồi. Còn em? Dạ em cũng thấy run. Run, vậy là tín hiệu mừng. Được rồi, bây giờ để cho hai bạn đỡ hồi hộp, đỡ run thì Tường sẽ tạo không gian cho hai bạn trò chuyện với nhau nó thân mật hơn một xíu để mình có cái thời gian riêng tư. Còn một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, bây giờ bình thường thì chương trình sẽ chuẩn bị những món ăn dành cho hai bạn.
Nhưng hôm nay xin giới thiệu cho hai bạn một điều bất ngờ. Đây là món ăn mà hai bạn đã làm và dành cho nhau. Em cảm nhận như thế nào? Ngày hôm nay là có bạn gái nấu thì đương nhiên sẽ là vui và hạnh phúc mà. Nhưng mà quan trọng là có món ăn nữa. Dạ. Dù ngon hay dở nhưng vẫn ngon. Nhưng mà em ăn chay trường. Thì cái này là chay trường, cái này là chay mà chị. Thì sao em không ngạc nhiên tại sao người ta làm đồ chay cho em ăn à? Sao ta biết em ăn chay trường? Ủa tại sao em biết em ăn chay trường nha? Em có ăn chay không? Dạ có, em cũng đạo Phật và em cũng hay ăn chay vào ngày rằm với lại mùng 1. À, anh thì anh đi làm anh ăn chay 2 buổi, buổi sáng và buổi tối. Còn buổi trưa là do gần công trình không có bán đồ chay nên em phải ăn mặn. Sao hồi nãy tôi hỏi ông Lam ăn chay trường rồi giờ ông Lam buổi trưa ông ăn mặn? Hàng ngày thì em ăn chay trường. Yeah. Nếu mà nói ăn chay mà trường thì được hơn 2 tháng. Thì do buổi trưa nên không có chỗ bán. Nếu mà có chỗ bán thì em sẽ đi ăn chay. Thì mình tự bới cơm theo ở nhà ăn, sáng sớm ngủ dậy bới cơm với rau luộc với tàu hũ chiên. Không, tàu hũ luộc đem theo ăn. Trời, em không có nấu. Vậy mà gọi là ăn chay trường, cái đó gọi là ăn chay đụng ông nội. Đụng đâu ăn đó, mệt ghê. Mời hai bạn trò chuyện với nhau, tôi đi đây. Ủa mà em làm cái gì? Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng, là về hợp đồng với lại lưu trữ văn thư nữa. Ủa thời gian rảnh em hay làm gì ta? Thời gian rảnh là em hay đi làm việc nhà với đi dạo hoặc là đọc sách này nọ. Ừ, nãy em có nghe là nhà em ở quận 7. Dạ. Mà anh cuối tuần anh cũng hay lên quận 7 làm từ thiện á. Em biết cao ốc Phú Long không? Dạ không. Không à? Anh nấu anh tham gia đó cũng được hơn gần 3 năm rồi. Dạ, nhưng mà anh tham gia cái gì á? Có nghĩa là nấu cơm á, xong rồi đi vô hộp, xong đi phát cơm từ thiện ở các bệnh viện á. À, em cũng muốn đi vậy đó. Muốn đi không? Để khi nào có dịp anh dắt đi. Em tập thể dục không? Có. Có à? Nhưng mà chút chút rồi. Thầy xin tập thể dục đi. Dạ. Tại em đi bộ nhiều lắm, em thích đi bộ. Sao em ăn nó muốn nó em thấy sao? Dạ. Ăn được không? Được, ngon. Còn ăn ăn có món của em như thế nào? Món này cũng được á. Dạ. Ủa, anh thấy là nhân viên văn phòng thường có con trai nhiều lắm mà ta. Dạ, nhưng mà người ta có gia đình hết rồi anh. Đâu giống như anh đâu, anh đi làm toàn là mấy anh lớn tuổi rồi, môi trường không có con gái nên anh mới ế thôi. Rồi anh mới ế thôi. Em biết nấu ăn không? Dạ biết, em biết nấu sơ sơ. Sơ sơ hả? Với lại em thích nấu ăn nhưng mà nấu mọi người ăn thì nhận xét là không có ngon lắm. Tại vì em nấu hợp với khẩu vị của em mà. Đúng rồi. Không sao, mình nấu là được rồi. Anh cũng thích nấu ăn nhưng mà lâu anh không nấu. Hai bên làm vừa khẩu vị nhau không? Ăn nhiệt tình ghê ha, đúng ý luôn ha. Đúng ý ghê vậy đó. Ngon không? Ngon nhưng mà hơi lạc. Ăn chay ăn lạc lạc thôi cho thanh tịnh. Không, do không có nước tương. À, đòi hỏi quá à, kè nước tương mà anh sao không chia cho ảnh. Em tưởng bên đó cũng có, trời ơi. Ăn nhiệt tình ghê vậy. Hai đứa đói lắm hay sao không biết nữa. Thiệt luôn á. Hồi nãy giờ lo ăn không hả? Có chia sẻ được gì chưa? Rồi chừng nào hẹn hò nhau sao? Có kế hoạch chưa? Dạ có, cuối tuần thứ bảy ở chủ nhật khi mà có từ thiện rồi á chị. Không. Thì sao? Hứng là em lên thôi. Hứng là thân thôi. Nhưng mà tùy thuộc công việc nữa. Nếu mà công việc mà nó nhàn thì em mới lên. Còn như mà nó bận quá thì chị cũng cuối tuần. À. Trời ơi khổ tâm vậy, ông đói 8 kiếp ông chưa được ăn cái gì á. À, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì. Vậy hả? Em trai có đi với người thân không? Dạ không. Không phải không? Rồi giờ mời mẹ vô nha. Dạ mời hai mẹ vô ạ. À. Dạ mời hai cô. Dạ mời hai cô đứng đây. Dạ em chào hai bác. Dạ ai là mẹ ạ? À? Dạ đây là mẹ. Còn à, chị mà chị hay là em? Dạ. Em của mẹ. Mẹ năm nay là nhiêu tuổi mẹ? Dạ 65. 65 còn gì? Dì 62. 62. Rồi hai vợ em y chang nhau ha, mà cũng xinh xem nhìn cũng như nhau vậy đó. Bác thấy cháu trai này như thế nào ạ? Thấy cũng được. Ngoại hình thì cũng coi được nhưng mà còn tính cách thì có đồng thời lâu dài lâu dài. Dạ. Mình biết được chứ mình mới nhận dữ liệu thì cũng chưa biết được. Dạ. Còn tùy duyên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà mình có mong muốn có cái tiêu chuẩn tìm cái con rể tương lai như thế nào không ha bác ha? Thì
mong muốn là con về con rể là phải biết chăm lo gia đình sự nghiệp. Dì có câu hỏi gì hỏi cháu rể tương lai không dì? Dì chỉ hỏi chứ cháu là làm cái công việc của cháu thì nó có bận lắm hay không, nó có ổn định không? Dạ, tại nghề của con là chỉ bận khi là công trình làm móng đã lên được phần thô, đến vào giai đoạn phần hoàn thiện thì con sẽ nhàn hơn. Tại con đổ bê tông liên tục, mà đổ bê tông thì không có giám sát kỹ sư thì ở đó người ta sẽ làm sai lúc đó. Nhưng ý gì hỏi là cái công việc em có ổn định không? Dạ, ổn định. Gia đình cha mẹ anh em đông không? Dạ, gia đình con, anh chị em có 6, có 4 người. 4 người, mấy trai mấy gái có gia đình hết chưa? Dạ, 3 trai, 1 gái. Mấy anh chị thì có gia đình và ở riêng hết. Nhà chỉ còn mình con, mà mẹ kêu là cưới đi, mà con chưa có. Con chưa có. Rồi, tôi hy vọng ngày hôm nay coi mình có bắt đầu một cái mối quan hệ mới ha. Rồi thôi giờ xin phép hai mẹ đi, nếu mà có cơ hội mà được là làm quen, được quen biết với con gái thì là mình xin phép được tới lui thăm hỏi để mà mình tìm hiểu. Dạ, nếu mà được hai bác đồng ý cho con hẹn hò với... Đó, em quên tên kìa. Dạ, em tên Tuyền. Bạn Tuyền thì con xin phép hai bác. Con xin phép hai bác tạo điều kiện, tạo điều kiện cho con được Tuyền có thời gian tìm hiểu nhau. Rồi, dạ cảm ơn. Đồng ý ha. Dạ con cảm ơn bác, cảm ơn dì nha. Chúc bác có gì nhiều sức khỏe. Rồi để cho đôi trẻ tiếp tục tìm hiểu nhau xíu nữa. Dạ mời dì. Bây giờ chơi cái game show này nè. Hồi nãy giờ mình nhìn kỹ bạn gái rồi phải không? Cho nhìn kỹ lại một lần nữa đó. Em gái đứng lên đây. Em gái đứng lên đây. Cho nhìn thôi chứ không được sờ vào hiện vật, nhìn cho kỹ. Dạ rồi. Bây giờ mình sẽ chơi một cái game show bịt mắt bắt dê, ủ quên, bịt mắt tìm người. Bây giờ chị sẽ bịt mắt em lại. Chị sẽ để ra đây một vàng những mỹ nữ, cho em rờ tay từng người và em đoán đâu là cô gái này. Dạ. Mình nắm tay trúng cô nào thì mình sẽ tỏ tình với cô đó. Rồi xong mở mắt ra tính tiếp. Dạ. Được chưa? Dạ. Mà trước tiên hỏi bữa nay cô gái này thích không? Hợp gu, hợp ý mình không? Muốn tìm hiểu không? Dạ muốn. Rồi ráng nhìn đi, nhìn đôi tay đi. Nhìn nha. Dạ. Rồi. Một cô, hai cô, ba cô, bốn cô, năm cô. Nhỏ xỉu à. Đi, đứng lên theo chị Tường. Tất cả các cô gái xòe tay ra phía trước. Lễ hội trao tay bắt đầu. Đầu tiên, con trai á, có quyền cầm hai tay để cảm nhận cho kỹ. Cứ rờ hết ba người, chưa mới rờ có một người hà. Rồi, cô kế bên. Còn sao hai tay vậy? Người ta đưa hai cánh tay luôn, mình nắm cánh thôi. Rồi cô bên này. Không phải luôn. Có nhận chứ có dây chuyền không phải luôn. Sao tay dài tay còn tay nữa, bốn tay. Hồi nãy em thấy có ba tay à? Ừ thì chị mới cái tay nãy tay của chị Tường. Như tay này đúng không chị? Nhanh nè, chốt nè. Này. Rồi tỏ tình đi. Có được gỡ đâu chị? Không, tỏ tình xong mới gỡ. Em ơi. Em tên gì? Em tên Tuyền. Em Tuyền ơi. Em Tuyền ơi. Xe của anh luôn chừa một yên sau. Đời của mình hạnh phúc khi có nhau. Xe của anh luôn chạy yên sau. Mình chống yên sau. Mình chống yên sau. Đời của mình hạnh phúc khi có nhau. Được không vậy? Được. Em đồng ý không em? Mình không phải rồi. Mình không phải rồi. Rồi tháo đi. Nhầm là nhầm chị ơi. Giờ sao? Giờ sao ai biết, hai đứa thương lượng nhau đi. Giờ nhầm, sao giờ? Nhầm rồi sao ta? Nhưng mà sao cuối cùng cũng chọn? Không, tại em thấy tay kia nó mềm. Mềm, tay này cũng mềm. Ừ. Chị thấy em mà rồi. Mà tay này tự nhiên có cái nhẫn. Nhẫn cái đâu hộ, nhẫn? Có nhẫn cái hộ. Nhẫn hộp là tay tôi. Ủa chị ạ? Tôi đã nói tay tôi rồi. Bây giờ em có tha thứ không?
hay phải phạt? Dạ phạt đi. Phạt chị. Đi, giờ phạt gì em cho hình phạt đi. Tỏ tình lộn người nguy hiểm lắm. Anh nói hít đất đi chị. Hít đất đi, lâu quá cái trò chơi hít đất tôi bỏ quên nè. Hít đất, được không? Cái gì? Hỏi cổ, cổ phạt mà. 20. 20. 20, nhỏ này ác hơn tôi tưởng. Không sao, em có tập thì dục. Ra trước này, hít đất cho tôi 20 cái. 1, đếm đi cưng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được ha, 9, có sức khỏe ghê. 10, khỏe 11, má ơi, khỏe. 12, được. 13, cái này gã được. 14, 15. Có chuyện gì á, ông con mình chạy kịp. 17, 18, 19. Ông vợ đi đẻ. 20. Rồi, về chỗ. Sao? Có hận thù gì ai không? Không. Lỗi mình làm mình chịu chứ, phải không? Dạ. Chơi cũng chịu. Ổn không? Ổn không? Ổn chị. À, rồi đem mắt kiến vô đây nè. Đẹp trai lại cái để tới đoạn cầu hôn nè. Đó. Thôi bây giờ cảm nhận của các bạn hiện tại như thế nào? À, cảm nhận về đối phương như thế nào? Thôi cho em gái nói trước đi cho nó thở một chút cưng. Mời em trai gái. Dạ, đến đây cũng là một cái duyên để gặp gỡ rồi. À, em mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Em thở đi. Thấy chưa? Không nói kịp đâu. Mấy gái con mới lúng đồng tiền dễ thương lắm nha. Đó. Anh không biết là em có tin kiếp trước không, nhưng mà do mình gieo một cái nhân lành thì ngày hôm nay mình đã đủ duyên để gặp nhau. Còn cái quả về sau là do em và anh, mình có nợ với nhau hay không nữa. Thì trước mắt là anh không có hứa hẹn gì hết. Anh chỉ có biết là ngày hôm nay anh vẫn sống, vẫn thở thì anh sẽ cố gắng tất cả vì em thôi, tất cả vì em thôi. Vì nhau là tất cả. Sống hôm nay là được rồi, ngày mai tính chuyện ngày mai. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ cho kỹ nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường đồng ý hẹn hò, bấm nút, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Ok, hít thở thật sâu, nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Hồi nãy phải chia tỏ tình tay chị Tường mới vui. Nãy Tường tháo nhẫn ra dám tỏ tình với chị Tường lắm à. Rồi, qua đây cho em. Hai đứa, dễ thương lắm. Cho anh nắm tay nha. Dạ. Đây, gửi tặng em gái món quà. Dạ. Của chương trình. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ xin phép bạn, xin phép hai mẹ ngồi dưới kia hôn em Tuyền một cái làm kỷ niệm nhân ngày đầu tiên mình gặp nhau. Dạ, con xin phép hai bác cho con kiss bạn Tuyền một cái. Dạ được không ạ? Rồi, đồng ý. Dạ, anh được. Ở đâu, ở đâu? Anh muốn đâu cũng trên đầu nha. Trên đầu à? Má. Rồi. Chúc cho hai bạn ha, phải dành thời gian để mà tìm hiểu, quan tâm nhau, yêu thương nhau. Và hy vọng sẽ có những cái tin vui gì đó cho gia đình hai bên cũng được vui, chương trình cũng được vui lây nha. Chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau thật chặt, đừng buông ra nè. Tên Võ Văn Đông, ở xã Tân Tích, huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng, rồi miền Tây ha. Sóc Trăng là năm nay Đông là sinh năm nhiêu? Em sinh năm 85. 85. Còn nhỏ hơn tôi nhiều. Hồi nãy bịt cái khẩu trang vô tôi thấy cái tóc lớm đốm, tôi tưởng già hơn tôi. Tại em dậy sớm thức khuya đó chị ơi. Dậy sớm thức khuya làm gì, công việc gì mà dậy sớm thức khuya? Em nghề chính của em cơ khí, nghề phụ bắt cá. Cơ khí bắt cá? Trời ơi, sao cái tay gì ghê vậy? Là cơ khí là làm về điện á hả? Không có về... bên hàng tiện đâu chứ. À, làm sắt đồ đó phải không? Dạ, là xe xe mà lửa xịt xịt đó phải không? Dạ, dạ. Làm nghề đó có tiền lắm á. Phải không? Làm nghề đó bao lâu, bao nhiêu lâu rồi? Năm 13 tuổi. Từ 13 tuổi đến giờ luôn. Dạ. À, sao theo nghề đó hồi xưa là nghề gia đình truyền lại hay là sao hay anh? Gia đình truyền lại rồi mình đi học hỏi thêm á chị. À, rồi giờ cái tiệm mình đông thợ không? Bốn thợ là em mà chủ làm. Dạ. Chủ mà nhưng em cũng làm luôn. Dạ. Chứ không phải là chủ đứng chỉ tay năm ngón đúng không? Không, không, chủ này là mần luôn. Làm luôn. Rồi bây giờ là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Như giờ nấu ăn giặt giũ đồ em làm được hết trơn, em mạnh. À, đang sống với ai? Đang sống với hai đứa con.
Con mấy tuổi với mấy tuổi? Đứa 15, đứa 16 tuổi. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Trai gái? À, gái lớn, trai nhỏ. Gái 17 rồi. Dạ. Tới bữa 14 này là tới này là sinh nhật 17 tuổi đó. Rồi, còn trai nhiêu tuổi? Là 15 tuổi. Trời ơi, một mình gà trống nuôi hai đứa con. Rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ ở nhà riêng. À, ở nhà riêng, nhà dạ. Nhà em luôn hay là không nhà riêng nữa? Nhà hiện giờ mấy cha con ở là nhà của ai? Của em riêng. Là nhà em riêng. Dạ. Nhà đó ba mẹ cho hay tự mua? Tự mua. Giỏi cái vậy, mua hồi nào? Mười cái nhỏ cái 15 năm rồi đó. Mua nhà 15 năm rồi. Rồi mẹ của hai nhỏ đâu? Ly hôn rồi, có chồng khác, có con khác rồi. Ly hôn, chồng khác, con khác rồi. Thôi chút xíu nói cái chuyện đó sau ha. Bây giờ tiếp ví dụ giới thiệu về bản thân mình nè, điểm mạnh điểm yếu nè. Rồi ngoài cái nó nãy giờ mới nói mạnh là gì đó, giỏi ha, nấu nướng đồ được rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Hơi nóng tánh. Rồi nhưng mà cũng dễ mau nguội, từ 10 phút 5 phút rồi. À. Nóng tính là nóng rồi xả vô ai? Xả vô mấy đồ sắt với mấy xà lan rồi làm cái tự nhiên lấy búa đập vô tay nóng lên, nổi cơn lên liền. À, rồi có xả như mấy đứa nhỏ không? Không có đâu. Có đánh con không? Không. Không hả? Chứ thấy miền Tây mấy ông hay đánh con lắm ạ. À. Nhậu xỉn xỉn vô hay quýnh con lắm ạ. À. Cưng muốn chết quýnh vậy. Cưng muốn chết à, có không? Có xỉn không? Lâu lâu mới xỉn kìa. Lâu lâu thôi ha. Bị mình đâu có thời gian đâu, ban ngày mình phải chừa thời gian mình làm cho công việc. Ừ. Rồi tối con còn nhỏ nữa, mình nhậu rồi hay lo cho con. Ừ. Giỏi ha, thôi cũng được. Rồi tới đó đi. Rồi chào em. Dạ, chào em tên gì cưng? Dạ em tên Duyên. Duyên là năm nay Duyên sinh năm bao nhiêu nè? Dạ em sinh năm 86. 86. Ủa vậy bên đây 85 hả? Dạ. Là nhỏ hơn có ủa lớn hơn tuổi hả? Dạ. Trời ơi chết rồi, người ta trẻ hơn ông ơi. Trẻ ngốc luôn không? Hả? Người ta trẻ hơn ông kìa ông ơi. Ôi sau này nếu vụ chấp nhận thương nhau về trải chuốt cho chồng chút xíu cũng vẻ lại liền vậy. Ông này được cái thật thà dễ thương. Chết rồi. Nhưng mà đúng không? 86 là 86 nhỏ hơn em tuổi. Ủa chết cha gì mà tôi tính là ngược, tôi tưởng 86 lớn hơn 85 tuổi chứ. À cái này người ta trẻ dữ lắm. Rồi, à, em là mình đang ở đâu Duyên? Quê dạ, đâu? Hiện tại là em ở Hậu Giang. Dạ. Nhưng quê gốc của em là Tiền Giang. Dạ. Năm 90 thì gia đình em mua bán mới về Hậu Giang ở tới giờ. À, hiện tại bây giờ là ở Hậu Giang. Dạ, đúng. Còn bên đây hiện tại là ở Sóc Trăng. Hậu Giang đoạn nào? Dạ giáp em là giáp ranh thành phố Cần Thơ của Châu Thành A. À. Là cũng đường về Sóc Trăng. À dạ, từ đó về là hình như đi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa phải không ta? Cái tắc đó. Ở đâu? Dạ Châu Thành A ngay thị trấn 7.000. 7.000 hả? Dạ. Rồi. Bao xa? Gần mấy chục cây số. Đó lên đó khoảng cả tiếng mấy đồng hồ à. Tiếng mấy đồng hồ hả? Vậy trời khỏe, tiếng mấy đồng hồ ngon. Mình có thời gian đi không trời? Vậy là bỏ câu á, đi là mất mấy con cá. Mỗi lần đi thăm bạn gái mất mấy con cá. Sao? Đó em đi hoài hả? Thì bây giờ nhưng mà bây giờ thời gian đâu đi? Bây giờ hẹn với bạn gái hẹn sao? Hẹn đi. Ngày ví dụ giờ em thì em rảnh rồi, lúc nào em rảnh rồi em giám đốc kim luôn, cư ký kim luôn tạp vụ em đi chắc nào cũng được chứ. À, rồi nói chung là chấp nhận đi, hy sinh mấy con cá đi thăm em luôn đó. Vậy lên phải làm cá cho ông ăn nha. Rồi, công việc của em như thế nào? Dạ hiện tại em đang là nhân viên chăm sóc khách hàng công tác xã hội của bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang. À làm những bệnh viện chăm sóc khách hàng hả cơ? Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Em làm từ năm 2016. Mà trước đó thì sau khi tốt nghiệp xong thì em về em làm ở trung tâm truyền thông sức khỏe của tỉnh. Ừ. Rồi nói chung là từ 2010 tới bây giờ là làm vòng vòng mấy cơ quan của ngành y tế. Dạ. Chết rồi, bên này người ta làm y tế chắc người ta sạch, người ta kỹ lắm. Rồi ông làm hàng làm tiện rồi ông dơ vậy rồi là sao hai bên chắc phải về phải lấy acetone với bà lấy cồn phải sát trùng ông cả ngày quá ông ơi. Em thấy đúng rồi đó, bây giờ em bị thương hàng ngày luôn, về băng bó cần chết luôn. Trời ơi được á, tôi thấy cặp này hợp đó nha, miền Tây với nhau là tôi thấy cũng chịu rồi đó. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ em thì điểm mạnh thì vui vẻ hoạt bát với lại có cái năng khiếu về thể thao. Dạ, với lại cũng kinh doanh thêm một số lĩnh vực ở bên ngoài. Kinh doanh thêm gì? Dạ em có mở hai cái quán ăn, một cái quán ăn sáng ăn vặt cho học sinh và một cái quán ăn gia đình. Dạ là chuyên về các cái sản phẩm đồng quê á chị, là cá đồng rồi đó. Dạ giống như anh nói đó, là em thu mua từ nông hộ nên. Hay quá, bên này câu cá lên bên này có đầu ra luôn, có chỗ bán luôn, hay thiệt. Dạ. Rồi. Điểm yếu của em thì chắc có lẽ là hơi mít ướt, nhưng mà ít ai thấy em khóc, tại vì em chỉ khóc một mình thôi. Trời mít ướt khóc mình ai dỗ. Dạ tự khóc tự lao nước mắt vậy. Trời ơi. Rồi điểm mạnh điểm yếu còn gì nữa? Em thì có cái là hay làm nhà nước thì hay đi ra ngoài, tại em cũng làm đoàn nữa. Dạ. Tức là hay đi mấy cái phong trào đoàn, làm từ thiện ở cộng đồng, giao lưu cũng nhiều, nên không biết là bạn nam có chấp nhận làm em ví dụ như là đi
đi dự tiệc hoặc là có những cái buổi sinh hoạt với các bạn đoàn á mà có uống rượu bia thì không biết là có trả lời. Dân ok với em, khỏi suy nghĩ luôn. Mỗi năm anh cũng tới mùa trung thu anh dành 4-5 triệu bạc cho mấy đứa, mấy trường học gần gần đó, cho mấy đứa bánh trung thu, mấy đứa học trò à, là cho người ta đi giao lưu đi nhậu cho. Không hả, cho ok cho phải không? Không, tại tại vì em sản xuất rượu bán nha, cho nên không cho em nhậu là không có bán rượu được. Thì bởi vậy chết nữa, cái đồ bên đây gặp đồ lít gửi nữa. Trời ơi, cái đồ bên đây gặp đô lít gửi nữa. Thôi được rồi, câu cá xong rồi ngồi ha, rồi nướng luôn ha, nướng trui hai chồng uống luôn ha. Được nhiêu mừng nhiêu, trăng thanh gió mát ha. Tôi thấy ổn á nha, tôi thấy cặp này ổn mà mặt hai gương mặt này tôi thấy là có tướng phu thê nhau lắm luôn á. Có điều ông này nãy giờ ông ngộn cái móc hoài vậy đây em. Nó ghen. Dạ không sao chị, cái đó về em làm. Em làm sao em cắt tỉa cho ổng rồi cái tóc tai cho nó gọn lên chút, nhuộm lên cái đầu nè. Rồi ổng cắt móng tay móng chân cho ổng coi. Mới sơn cái phà rồi ngặn kia nè, rồi cái nó dính cạo từ dưới quê cạo lên đây hôm tới giờ cạo từ bữa đến giờ đăng ký tham gia chương trình xong cạo đi mà tới hồi hôm sơn hôm qua nè. Mới sơn hôm qua rồi lên đây hồi mấy giờ lên Sài Gòn? 2 giờ là ở ngay đầu cổng khu này nè, rồi cái buồn quá lội vô tới đây. 3 giờ sáng rồi làm gì? 3 giờ sáng rồi làm gì? Ngồi tới ngay gốc cây đó cạo hết móng tay cạo râu, ngồi gốc cây cạo móng tay cạo râu luôn. Ôi thấy thương ghê không? Bây giờ buồn ngủ dữ chưa? Chưa đó chị, quen rồi. Thế một đêm em ngủ đâu bao nhiêu tiếng đồng hồ, đêm tầm thí dụ tầm 10 giờ em ngủ, tầm khoảng cỡ chừng 3 giờ em thức rồi. À, vậy hả? Trời ơi, rồi em lên đây hồi nào? Giờ em đi ở Hậu Giang, em đi từ 1 giờ sáng, xong lên tới đây 5 rưỡi. Giờ ghé ở đầu khu nghiệp uống cà phê xong đợi tới giờ thì em đi vô, giờ 7 rưỡi em mới vô đây. Người ta đi giờ đó hợp lý, ông đi đâu mà tự nhiên mà mới 1 sáng, 2 sáng lên tới rồi không? Em có thằng bạn nó gấp quá đi á, rồi gian nó đi, em tính cởi ngựa sắt em đi. Rồi nó ra mày đi vậy nữa mệt quá, thôi tao cho mày gian đi. Cũng tiện ha, lên đây ngồi hơi gật gà gật chút xíu ha, rồi định chừng nào về? Em giờ đang vô vụ á, rồi xong chuẩn bị chút xíu nữa có lẽ là em về, tranh thủ em về luôn. Lên xe tốc hành về phải không? Dạ dạ. Rồi bên đây em định chừng nào về? Dạ cũng xong là em về, tại cuối năm cơ quan cũng nhiều việc. Về đi lên là cũng đi bằng xe gì? Em đi xe nhà. Đi xe nhà? Dạ có em đưa lên. Vậy hả, lát cho ảnh quá gian tới đoạn đường nhà em cho anh biết nhà rồi đuổi anh xuống được không? Nếu về được thì chắc về tới ngã ba cái tắc thì anh tự về Sóc Trăng được không? Được. Trời ơi quá gian, về tới ngã ba cái tắc đỡ quá. Đỡ tốn tiền xe quá mà dọc đường đi nhiều khi còn có cơ hội lên xe, ta đừng nghe xe mới lạnh, đừng ngồi móc đất nhau nội. Hết rồi chị ơi. Hết chưa? Hết rồi. Rồi bây giờ quay xong chương trình nè, ăn trưa với nhau xong nè ra uống cà phê chút xíu coi làm quen, thấy ợp bấm nút được người ta cho quá gian. Nút nào bấm được chị? Chút xíu nữa ông nội ơi, tới đó tôi chỉ cho nghe. Rồi em coi chương trình thấy hồi bấm rồi nó không chịu lên nhắc cái chân đó. Không dễ thương, được tôi chịu cặp này rồi đó nghe. Rồi bây giờ hỏi chút xíu về cái chuyện đời tư nè, quay lại cái bên đây trước nè, lỡ đang ngay khai thác bên đây khai thác luôn là ly hôn bao lâu rồi, lý do sao hai đứa con rồi mà ly hôn? Thấy cũng giỏi giang quá mà sao vợ bỏ? Nói chung là về kinh tế gia đình thì cũng ổn. Nhưng mà do vợ á, là nặng bên vợ quá. Chung cái chuyện đó chuyện tế nhị gia đình cũng muốn nói. Mà ly hôn bao lâu rồi? 4 năm rồi chị. 4 năm rồi mà có cố gắng, có hàng gắn, có nắm níu gì không? Ai quyết định ly hôn? Em quyết định ly hôn bởi vì xảy ra không phải là một lần mà là 3 lần rồi. Chứ không phải là một lần. Như một lần đầu mình cũng bỏ, lần sau mình cũng bỏ. Ví dụ vợ như cha mẹ có công nuôi nắng, vợ lớn lên gả cho mình về ở với mình cũng đâu suy nghĩ vấn đề. Nhưng mà có một cái, em là cái gì, vấn đề tiền bạc em không bao giờ em quan trọng tới. Nhưng mà cái gì, ví dụ vợ chồng cũng phải nói thật với nhau, dù cho cái bán nhà bán cửa em bán hết em cũng chấp nhận. Mình vợ chồng mình biết với nhau rồi, xong sau này á là vợ chồng nghèo nữa mình ăn nữa rồi cũng chẳng chấp nhận được. Nhưng mà đều có cái tới làm xong mới tới đổ bể ra mới biết không. Nghe là giấu mình rồi, như cũng giúp cho bên gia đình phải không? Nhưng mà giấu chồng phải không? Dạ. Mình thấy như là mình không được tôn trọng. Không được tôn trọng mà mấy lần vậy luôn? 3 lần rồi. Lúc ly hôn cổ đồng ý luôn hả? Không chịu đồng ý, rồi cái hơi rồi ly thân cũng 2 năm rồi, xong cái mấy có gặp người khác đó, sau đó rồi xong mới chịu về ly hôn. Là em quyết định ly dị thì cổ không chịu, mới ly thân 2 năm sau cổ mới chịu. Bây giờ là cổ có gia đình mới luôn rồi? Có gia đình mới. Có con mới chưa? Có con rồi. Nhưng mà lúc đó thì mấy năm trước thì con nó cũng lớn rồi, con cái nó có ý kiến gì không? Đứa nhất là con gái lớn. Hai đứa theo con em từ nhỏ lớn luôn mà, mến em từ nhỏ lớn. Nhưng mà ý vào cái đoạn ly hôn đó rồi con cái nó có ý kiến gì không? Không, con theo cha rồi xong. Nó con theo cha vậy thôi. Mà mẹ không có bắt con hả? Như nguyên tắc thì con nhỏ hay là gì, hay là cũng chia ra đứa người đứa?
không em muốn nuôi con rồi con nó cũng muốn theo em thì thôi giờ cái gánh nặng ấy, ví dụ giờ buông ra thì em đàn ông trai em nuôi được rồi như giờ như theo bản nghề cha dưỡng biết nuôi làm sao. Mai mốt em cũng lấy mẹ vậy cũng cũng lấy vợ rồi cũng bên kia cha dưỡng rồi bên đây cũng mẹ cha kế vậy. Thôi thế vậy chứ tánh em lo cho con cho đầu trước cái mới được. Khỏi có em thì phá nít lắm, em cũng từng bán trong cái căng tin trong trường học á. Nít cấp 1 mà thấy chú Đông nó phá dữ lắm. Ừ. Rồi quản lý không nói chung nhiều chỗ quá rồi quản lý không kịp em mới nghỉ nữa đó. Ừ. Rồi bây giờ thí dụ như là mà lấy vợ nữa đó rồi có nghĩ là có lấy có đẻ thêm con nữa không hay là nhiêu đó thôi nuôi cho đủ rồi. Em cũng không biết chắc có lẽ là phải thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa rồi nuôi nổi không ông? Được được. Được hả? Được. Là làm cái nghề này ngon lắm phải không? Ổn định phải không? Em cũng không biết. Có để dành dụm gì được nhiều không? Em giờ ba công chuyện dành dụm em nói chung là muốn dành dụm để tiền cũng có được để tiền nhưng mà em á thí dụ em làm dư nhiêu em mua lên mua đồ em bán thêm mua thêm để dành tiền đâu có làm gì mình bán đồ thêm mình mới có thêm được nữa. Ừ. Bán thêm là bán thêm cái gì? Bù lon con tán đồ phụ tùng nói chung là làm được nhiêu cái là đắp vô kinh doanh dạ, cho dạ, cái dạ. Tiệm nó lớn hơn. Nhà em bự vậy. À, mới đầu cái nhà em có 15 mét mà giờ nó dài 30 mét. À. Rồi thôi vậy cũng được ha. Rồi sắm máy móc đồ nghề đồ thêm. Đó con gùi nó xuất hiện nữa kìa tụi bay ơi, bu vô mặt người ta định lúc này. Rồi bữa nay chắc nó bu bên đây đừng đổ thừa chị Tường nha. Rồi, nếu bu quạnh là nó thương rồi nó hung giùm em đó. Nó hung giùm em đó hả? Trời ông cũng lanh dữ ha. Rồi được rồi. Rồi hoàn cảnh bên đây thì sao nè? À, dạ em thì ly hôn năm 2010. Ồ, là ly hôn lâu dữ rồi, mười mấy năm rồi đó hả? 13 năm rồi. Dạ, tại vì em có một bé nó học lớp năm lớp 9, dạ, bé trai. Ba của nhóc em thì trước đây cũng làm cơ quan nhà nước. Dạ. Nhưng mà do là hồi đó thì mai mối nên là hai đứa cũng không có tìm hiểu về nhau cho nên khi về sống chung thì nó cũng có nhiều cái nó cũng không có hợp tánh hợp tình với cái nghề của anh hơi nhạy cảm và anh làm công an á. Ừ. Nên là hay đi này đi kia rồi có bạn bè xong rồi về xảy ra xung đột rồi thôi em ly hôn. Ừ. Thì khi nhóc em được 10 tuổi thì em quyết định bước thêm một bước nữa cũng là cơ quan nhà nước luôn nhưng mà khi về sống chung được 2 năm thì em đọc đơn ra tòa ly hôn. Vì lý do là kiểu như anh đi nhậu về rồi hay kiếm chuyện rồi đánh đập nói chung là em cũng nằm viện nhiều lần lắm. Đấy đó nói chung là làm trong bệnh viện mà hồ sơ bệnh án của em nhiều hơn bệnh nhân. Tại vì hồi đó mình nghĩ là mình làm nhà nước thì mình lấy chồng nhà nước thì chắc là sẽ có cái sự cảm thông, chia sẻ với nhau. Nhưng mà khi về thì giống như mà mình cảm giác là cái người thứ hai thì nó lại có cái chuyện là con anh, con tôi. Anh có hai đứa con gái, em thì có thằng trai nhưng mà em rất là kỹ tính. Là em không muốn coi em tổn thương nên khi lập gia đình đó thì em quyết định là để con ở dưới ngoại. Ừ. Khi tiếp xúc với nhau thì lúc đầu thì nó ổn nhưng mà khi về thì bắt đầu có cái sự so sánh giữa con anh con tôi và thật ra khi em đi làm thì em tự lo cho bản thân em, tự lo cho ba mẹ, cho con em. Thì mỗi lần mà em lo cho bên nhà em, ví dụ như giờ Tết đi thì đi bên nhà chồng 10 triệu thì bên nhà em sẽ ít hơn tầm khoảng 5 triệu mấy triệu, lúc nào mình cũng vậy. Nhưng mà anh không có hiểu, cứ nghĩ là em đi làm kiếm tiền em nuôi cho ba má em, nuôi con em thôi, không có lo gì cho anh với con anh hết. Mà rồi xong anh cũng có bạn ở ngoài thì về uống rượu đánh đập, nói chung là lần cuối cùng là em bị đâm phải nhập viện. Bị gì? Bị đâm hả? Dạ. Đâm bằng cái gì? Kéo. Trời đất ơi, đánh tay chưa đủ chết sao mà còn đâm nữa. Là dạ. Coi như là đánh nhiều lần chứ không phải một lần. Dạ, mấy lần trước thì cơ quan có kiểu như có mời hòa giải á. Hai bên cơ quan đứng nhau hòa giải thì về chung sống lại. Nhưng mà trong suốt 2 năm đó thì hầu như là em bị bạo hành từ tinh thần tới thể xác và thậm chí là cấm không cho em về gặp con em nữa nên cuối cùng là em quyết định là em đi vậy. Thật ra khi đi vậy rất là áp lực tại vì mình đã lỡ một lần rồi xong quyết định đi lần nữa nhưng mà mình không nghĩ là quyết định sai lầm nhưng mà thật ra nếu kéo á em không biết em còn mạng để nuôi con em không rồi nhóc em nó cũng không được gần gũi thêm em không làm như được tại vì từ lúc mà ba của nhóc em là lúc em mới bầu 4 tháng thôi là tụi em đã đi vậy rồi cho tới bây giờ 15 năm ảnh cũng không tới lui không có cấp dưỡng cũng không lo gì cho con hết mặc dù nhà cũng rất là gần ở đó nhưng mà mình cảm thấy là cha nó đã không có trách nhiệm rồi xong mà mình đi kiếm hạnh phúc khác mà mình để con mình vậy em không nở nên cuối cùng là quyết định ly dị và em ly dị vào đầu năm cuối 2019
rồi em sống độc lập tới bây giờ. Nhưng mà cái mối sau là không có con đúng không? Dạ không, là chỉ một tại đứa. Tại em làm y tế nên khi về mà em thấy ngay cả trước ngày cưới là đã bị đánh rồi. Nhưng mà lỡ phát thiệp cưới rồi nên là ráng tổ chức. Hy vọng là về mình có thể thay đổi được cái tánh nóng nảy cũng như là rượu chè, nhưng mà không thay đổi được. Và cũng chính vì cái chuyện đó đó em mới có một cái động lực, tức là thôi bây giờ không cần đàn ông nữa, làm kiếm tiền nuôi con. Thì ngoài cái việc nhà nước thì em có tham gia mấy cái dự án phi chính phủ, thì em có hỗ trợ cho bà con nghèo ở vùng nông thôn thực hiện các cái mô hình, ví dụ như đây là cái mô hình đang giỏ lục bình, là thủ công mỹ nghệ của mấy chị ở nông thôn. Dạ. Cái này bằng lục bình đó. Dạ hả? Dạ đúng rồi. Rồi xong ở nhà em thì cũng nhà làm nông nên em trồng cái cây khổ qua rừng á để em làm trà với em làm rượu. Dạ. Ngoài ra thì ở dưới em thì có đặc sản là khóm Cầu Đúc, nên là em làm các cái sản phẩm từ khóm như là nước màu khóm, kẹo khóm, siro khóm. Dạ. Thì nhờ những cái sản phẩm này thì khi mà đem ra thị trường thì được thị trường đón nhận, thì nó cũng là cái cơ hội để em bắt đầu em kinh doanh. Và khi em thi sáng tạo khởi nghiệp của tỉnh thì em đạt giải ba, thì bắt đầu là em đặt cái dấu mốc cuộc đời em là em kinh doanh từ 20 tới giờ. Rồi hiện tại thì em có hai cái cơ sở. Và đặc biệt là em thích mở cái quán gia đình, nhưng mà quán của em là chắc có dịp nào mời chị với mấy anh có ghé Hậu Giang á thì ghé thăm, tại vì nó rất là dễ thương, nó kiểu như là cái mô hình chòi mà ở trên sông á. Dạ. Nói chung là em thích cái vùng quê bình yên vậy, cho nên là em làm cái mô hình đó, mà đặc biệt em chỉ chuyên bán những cái đồ đồng quê thôi. Dạ. Để mang cái hương vị quê nhà cho những cái bạn trẻ ở thành phố mà chưa có được tận hưởng. Rồi hôm nào có dịp chị về review ha. Dạ. Là hiện tại bây giờ là mình đã rước con về sống chung với mình rồi. Dạ, tức là em hiện tại em đang ở chung với cha mẹ. Dạ. Với một đứa cháu gái, tại vì ba mẹ em thì cũng lớn tuổi rồi nên là nhóc em ở nhà có nhiệm vụ là đo huyết áp, chăm sóc sức khỏe cho ông bà, nói chung giờ nó cũng lớn rồi nên là dạy nó chăm sóc cho ông bà được. Nên là em mỗi một tuần em về nhà 2 lần để cho nhóc nó ở với ông bà, để nó chăm sóc ông bà tiếp em với nó đi học. Ủa là vẫn ở nhà riêng, em ở chỗ em làm. Dạ, một mình em kinh doanh làm riêng. Là em ở Vị Thanh. Dạ, còn nhà em thì ở 7 ngàn, cách 23 cây số. Cách 23 cây số. Có việc thì em về, còn không thì cứ cuối tuần coi như là về. Cháu vẫn ở với ông bà, còn mình ở trên đây một mình kinh doanh, cuối tuần mình về thăm con, thăm gia đình. Nhưng mà trên đây là có nhà chưa hay là trên đây là chỗ kinh doanh không, thôi? Tại vì em chỉ tổ chức kinh doanh, em thuê kinh doanh thôi chứ em không mua nhà. Lý do là em cũng có quan điểm là nếu con em đi học ở đâu thì em sẽ đi theo con em tới đó. Cho nên nếu sau này nó học hết 12, nó muốn ra Cần Thơ hoặc là lên thành phố thì em sẽ đi theo nó. Rồi, bây giờ nó túm lại là được sống chung với con, với cha, với mẹ là thấy thoải mái hơn nhiều rồi ha. Nhưng mà trời ơi, người ta quýnh một lần thôi là bà lo bà chạy đi, mà để quýnh tới nhiều lần. Ê, cái tướng này mà ông quýnh người ta một cái là người ta vô tẩm liệm luôn á, chứ người ta không có cơ hội nằm bệnh viện đâu nha ông. Nghe nói nóng tính em cũng sợ nha. Có vũ phu không? Không chị ơi. Nghe câu chuyện của cổ kể thì mình có cái suy nghĩ gì không? Có cái cảm nhận như thế nào? Thấy cưng quá à. Cưng chỗ nào? Không thấy tội nghiệp thì chứ. Biết sao nói, mình nói nhiều cái nạo và cái câu nói này không ai hổ, làm biết không được trả lời trước, thành ra em cũng bỡ ngỡ. Làm gì có cái vụ làm gì tham gia chương trình mà có vụ dặn trả lời trước nữa. Không mà thấy tội nghiệp thương. Nhưng mà ví dụ nghe cổ đã qua 2 lần đòi như vậy mình có ngại không? Không, em không ngại đâu. Em chưa chắc về, mình cũng đã có con rồi, còn gì nữa là chinh bận gì nữa đâu, chủ yếu là sau này lớn tuổi họp ở nhau tới già thôi. Đứa có nước, đứa giặt vũ gì đó cũng được, cái đó là ok rồi. Chứ ở đó đâu phải như hồi thiếu nhi, trẻ trâu. Rồi. Nó khác. Và em muốn kiếm một cái người vợ trong tương lai là người như thế nào? Em chủ yếu là biết lo cho gia đình là được à. Có nước giặt vũ cho em cái được à. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thí dụ như ốm quá về em cho ăn nhiều một chút xíu, mập. Mập quá em bỏ đói, ốm lợi gì đâu. Con niệm heo. Không sao hết trơn. Ví dụ mình muốn tóc dài thì vợ thương mình thì vợ sẽ để dài, mình muốn ngắn thì vợ kêu vợ cắt ngắn một chút xíu thì rồi được. Nếu mà chấp nhận thương nhau vậy, nhau thay đổi chút xíu có gì đâu. Nói chung là chỉ cần thương nhau là được, cái gì cũng được, đúng không? Là cho người ta đi nhậu và dạo lưu là được, về không có làm bạm của quýnh ta nha. Sao không? Không, cái đó vấn đề đó là vợ trước em đó cũng vậy vậy, cũng về bên y tế đó, cũng đi giao lưu đi bình thường, không có gì đó. Rồi không có gì, cái đó là giao thiệp mà. Rồi còn duyên thì em mong muốn tìm một cái người trong tương lai, người chồng trong tương lai là người như thế nào? Dạ, em thì nói chung cũng lỡ dở rồi, nhưng mà thật ra em vẫn tin là sẽ có một cái tình cảm nào đó nó bền chặt cho cho tới khi mà mình hết đời, giống như ba má em vậy thôi. Nên em chỉ muốn một cái người đàn ông có trách nhiệm,
sống chân thành, đừng có giả dối, với lại đặc biệt là quan tâm chia sẻ. Chứ nhiều khi cái công việc đó cứ biểu là bếp núc, nhà cửa là của phụ nữ, còn mình chỉ hết giờ mình ngồi bấm điện thoại thì em không đồng ý vậy. Cả những việc nuôi dạy con cái thì cả hai cũng phải có trách nhiệm chứ, không phải đổ hết cho người phụ nữ hoặc là đổ hết cho người chồng thì cũng không được. Tức là có trách nhiệm quan tâm chia sẻ với nhau thì mới thấu hiểu, thì mới sống với nhau lâu dài. Yên tâm đi, ông này không có bấm điện thoại. Dư giờ cái là ông đi câu cá, hồi đó câu cá để bán, bán qua cho tiệm của em á, chứ không có bấm điện thoại gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ vậy nè, cái vấn đề là giờ mình vô cụ thể chút đi. Cụ thể giữa trường hợp hai bạn là thấy nãy giờ cái gì nó cũng phù hợp. Chị thấy ngồi đây chị dò một cái giao diện là thấy cái gì cũng ổn hết trơn á. Từ hoàn cảnh nghe nói chuyện, tính cách con người dễ thương, miền Tây thật thà. Nhưng mà thật ra hai người vẫn đang ở hai tỉnh khác nhau, nó cách nhau như vậy. Thì nó ví dụ trong cái thời gian mà tìm hiểu quen nhau thì đơn giản rồi, chạy lên chạy xuống ai cũng có điều kiện mà, thì nó dễ. Nhưng ví dụ mà lấy nhau rồi đó, này mình phải tính, mình tính cho vui thôi. Dạ. Lấy ví dụ mà lấy nhau đi rồi ở sao, mình ở sao bên đây thì tôi nghe kinh doanh mở nhà hàng nhà đồ bên đây cũng cái tiệm bây giờ càng ngày càng bự lên tới 30 mét rồi mình sao đâu, rồi nói trước coi. Ví dụ như theo mình là mình là Nam Nhi nè đó, mình giờ nếu mà đến được với nhau thì về với em ở mới được. Bị gì chỗ đó dưới anh, dưới anh nói với cổ dưới anh, dưới anh phải phân tích đi. Phân em chấp nhận về dạ, lôi cuốn đi, lôi cuốn đi, về quê anh ở rồi con hay gì cha mẹ gì đó về đó, về hết luôn cũng được nữa. Về hết luôn ở đâu? Tới tháng 8 này em cất cái nhà nữa rồi. Trời ơi, thấy không, tôi hỏi vậy mới lòi ra. Tháng 8 cất cái nhà nữa rồi à? Chị ủa cất chi dữ vậy? Em cất cái nhà rồi xong cái vựa gom, làm vựa gom luôn à. Rồi sao nữa, rồi cổ về dưới em rồi công việc cổ sao? Thì cũng có đất đó, rồi trồng gãy cũng được, kinh doanh online rồi cái mua bán gì cũng được mà. Nếu qua Tết này nè, cái chợ gần nhà mình đó, nếu mà sao sửa xong đó anh bán dừa nữa đó. Anh là của chỗ nào, Sóc Trăng anh? Xuân Tức, Thạnh Trị á. Thạnh Trị, Quyền ngã năm qua em. Dạ. Nếu mà lên đi em đi qua Vị Thanh á, là đi qua ngã ba Vĩnh Tường á. Dạ đi thị xã Long Mỹ qua. Long Mỹ, Vĩnh Tường tới Vị mà Vị Thủy rồi Vị Thanh. Có chỗ bên đó có chỗ nào, miếng đất hay cái nhà nào mà để cô mở nhà hàng được không? Bây giờ cô qua quê em, nhưng mà giờ em hỗ trợ và phụ giúp kiếm cho cổ mặt bằng, cổ mở thêm quán giống như cái mô hình ở trên quê của cổ được không? Quán ăn gia đình đó. Quán ăn gia đình thì ở ngay mà ngay đó bây giờ quá trời quán rồi. Nhưng mà cái quán người ta, quán đặc trưng của người ta, quán mà người ta làm từ khác sao? Bây giờ về tham quan quê cổ trước, dạ, coi mấy cái quán của cổ như thế nào. Dạ, dạ. Rồi tham mưu cho cổ coi, ví dụ như đó mình đi kiếm cho cổ, dạ, cái mặt bằng ở. Ví dụ mấy mốt cổ theo mình, lấy chồng thì theo chồng, tôi đồng ý cái mảng đó, đúng không? Thì lấy chồng thì theo chồng, dạ, nhưng mà phải tạo điều kiện cho vợ mình vẫn được tiếp tục cái công vợ mà công việc mà vợ yêu thích. Ví dụ giờ là cổ là đang có những cái ngành cổ sản xuất những cái sản phẩm riêng của cổ, nàng lát nữa mở mạng lên cho coi là cổ có cái thương hiệu rồi. Đó thì bây giờ về quê em cũng phải tiếp tục tạo điều kiện cho cổ để mà cổ mở cái cửa hàng hay là phát huy tiếp tục cái thương hiệu của cổ chứ. Đúng không? Sống ở đâu cũng phải làm mới có ăn chị ơi. Đúng rồi. Mà cho ta làm cái người ta đang còn yêu thích. Sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Ừ. Làm mới có ăn dài thời buổi. Đúng chưa? Ừ. Tôi thấy là bên này là thuận vợ thuận chồng mà tát biển đông cũng cạn đó, ai cũng giỏi hết trơn á. Đó, còn cái về nhà nước thì phải hỏi coi người ta có được luân chuyển công việc không? Chứ còn cái kinh doanh mà tư nhân thì nó dễ rồi, ở đâu mình cũng phát triển được. Hỏi cổ thử coi, ví dụ cái công việc y tế nhà nước của cổ rồi, ví dụ em biên chế được em không? Dạ em vô biên chế từ 2010 ạ. Tại hiện tại vô biên chế rồi lưng chuyển dễ mà. Khác tỉnh thì phải qua sở nội vụ duyệt mới được anh ơi, tức là ở bên chỗ anh phải nhận thì ở bên đây người ta mới cho đi. Nãy anh có chia sẻ, chị đã nói là vợ về phụ lo gia đình cơm nước con cái thì cái đó em cũng đồng ý, nhưng mà thí dụ em đi làm nhà nước á thì một ngày là em phải làm ở cơ quan hết 8 tiếng rồi xong em làm thêm mấy cái dự án phi chính phủ nữa thì không biết là anh có chấp nhận không. Vì ví dụ như cơm nước nhà cửa thì em vẫn chu toàn được. Không, nếu mà em đi làm thì con nhà anh làm. Hai đứa nhỏ giờ anh đâu có lo đâu. Mấy năm nay rồi tự cơm nước giặt giũ tự xử hết trơn nè. Thí dụ giờ cơm nước rồi nồi cơm điện sáng vô thể vô chút ăn tới chịu, mua nồi ăn tới chịu luôn em. Anh ơi, anh biết nấu ăn không anh? Anh ướp thịt lô nhân cay khỏi suy nghĩ luôn. Là biết ăn có món thịt đó anh. Anh có chứng chỉ nấu ăn luôn á. Ghê. Không ấy mà về bên em làm đầu bếp đi anh ơi. Ở quán ăn em đang tỉ đầu bếp á. Anh cái nghề cơ khí này nó đang phát triển mạnh dữ lắm rồi, xong bây giờ dựa gom rồi bây giờ 6 cái máy cuốn gom nữa. Rồi đồ đạc giờ đang vô vụ nhà, làm nói chung là làm cuộc sống nó ổn định dữ lắm.
cuộc sống nó ổn định dữ lắm, mà người ta không có làm đầu bếp được đâu, cái tay của người ta thấy ghê lắm. Trời ơi, bóc cục thịt rồi ướp thịt sao được, cái này mà muốn mà chuyển qua nghề đầu bếp đó là em phải cho ổng cầm mình ở trong cái gọi là bồn tắm ướp hoa rồi đó ha, là phải 3 tháng 10 ngày ổng mới được xuất xưởng. Này, cước sắc trà nó không muốn ra anh em ơi. Hiểu chưa? Nó là vậy thôi, gặp nhau đi rồi nói, bây giờ đoán nè, đưa điện thoại tôi cho hai bên đoán nhau coi nè. Rồi tôi cho gặp mặt. Nào. Lật qua đi, nhiều người, nhiều hình lắm. Coi qua bên này. Kiếm coi ai là Minh Duyên hồi nãy giờ mình nói chuyện. Cảm nhận của mình đó, cô nào là cô Minh Duyên? Và thích cô nào tôi làm mai cho. Hết rồi, có 4 cô đó thôi. Soi, ông không soi mặt mà ông đi soi cây cảnh thằng sau lưng. Không phải, bị gì em đón á, nếu mà làm cơ quan nhà nước cái màu cái nhà. Ông cũng chi tiết lắm nha, ông không coi cái mặt đâu, ông coi cái cảnh đằng sau á. Người này với cái người kia, hai người giữa là gạch, có bóp mất đi rồi. Hai người giữa là gạch phải không? Bây giờ chỉ có người đầu với người cuối phải không? Suy nghĩ cho kỹ đi, giờ đầu hay cuối? Cuối đi chị ạ. Tại sao chọn cuối sau khi vạch vạch cái đầu xong rồi giờ chọn cái cuối? Lý do à? Trẻ đẹp hơn. À, ông nói nha. Rồi ok, bên đây. Dạ. Ông nào? Dạ em chọn. Lý do sao chọn ông đó? Không, cũng giống như anh, em nhìn cái bối cảnh phía sau. À, thấy nhà phía sau có vẻ vô hàng cơ khí quá ha. Dạ, tại bên đây thì nhìn thấy không. Không phải ha. Dạ. Với lại cái chất giọng á, em nghĩ là nó sẽ đẹp đẹp. Trời ơi, mà tính ra ông này chụp hình xấu hơn ở ngoài quá trời quá đất luôn à. Rồi, xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cái cửa sổ trái tim, tôi sẽ mở cửa ra nha. Coi coi bên này hai bạn đoán đúng không nha. Tên 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 tên. Mà xuất sắc thiệt, lần đầu tiên một cặp đoán trúng hết trơn luôn. Lần đầu tiên anh tặng em món quà. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, anh, đây là cái món quà mà những cái sản phẩm mà tự tay em làm á, em gửi anh. Dạ. À, thấy chưa, người ta tự kinh doanh đó mà giờ bắt người ta về quê nấu cơm không sao được. Để vô đây, để cái giỏ quà vô đây tôi coi ké coi có cái gì ở trong. Dạ, rượu khổ dạ. Qua rừng. Rượu này là trị bệnh hay gì em? Dạ nó giúp an thần, dễ ngủ quá vậy. Rồi, thấy không? Cái này cái gì đây? Dạ hai chai giống như. Rồi, dạ. Ông ta tặng mà không coi cái gì. Nước màu khóm là để kho cá, kho thịt đó dạ, phải không em? Nãy anh nói là ướp thịt đó. Ướp thịt đó. Nước thịt đó. Nước màu khóm. Rồi này là gì? Ớt. Dạ bột ớt. Rồi cái vỏ này là sản xuất luôn đó phải không? Dạ. Đó, luôn cả cái vỏ luôn nha. Dạ, vỏ cái đó là tự làm. Lục bình đó. Sao? Cảm nhận okay, khi mà trái. Rồi bây giờ cảm nhận khi trái tim này mở cửa ra thì cảm nhận như thế nào? Ủa mà em nấu nước bóc mà hả? Thì em nấu nước bóc thì giờ ta hỏi nhìn người thật bên ngoài là gặp nhau thì thấy cảm xúc trong người như thế nào? Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt. Không anh nghĩ em là anh cứ nói đi không sao đâu. Dạ. Anh nói đi anh nhìn mà em sợ anh. Phải thấy cưng vậy thôi. Cưng hoài, hồi nãy chưa có nhìn thấy cũng cưng, rồi giờ nhìn không, thấy cũng đi, cưng. Cái giọng nói thấy cưng mà. Trời, ông nhìn giống như ông muốn ăn thịt ta luôn vậy cha. Thì phải nói vài câu à, lần đầu tiên gặp em thì anh cảm nhận làm sao rồi gì chứ trời. Thấy vui vui, mừng mừng. Mừng. Anh tính ở vậy cho gái thèm chơi luôn rồi, nhưng mà có một cái gặp em chắc cưới nữa quá. Là sao anh tính ở vậy anh lên chương trình này chơi anh thì gặp em thôi cưới nữa đó, làm như là cái duyên tới hay gì nó đẹp nó thúc đẩy vậy. Dạ không anh, nhưng mà em nói trước nha, tại vì lên đây thì em gái em kiểu không có khóc, nó mất ước em khóc ơn á, nhưng mà thật ra khi mà anh thương một cái người nhiều tổn thương á, anh có đủ bao dung để thương không? Được, tại vì nếu mà anh thương em á nhiều tổn thương rồi á thì sau này em mới 100 phần dầu theo anh nữa. Nói sao không nói, nào giờ không có đi cua ghệ không có biết. Ông là thí dụ như công việc của em vậy thì sao, anh có làm khó vậy anh không hay là sao? Không em sao. Đi làm nhà nước em không đi sao làm đâu, mấy cái dự án ở ngoài của em không có đủ thời gian ở nhà đâu. Con cái đứa nào đi học thì đi học, đứa nào ở nhà nấu cơm chứ không gì chứ, đừng có nặng mấy vấn đề đó bình thường. Phải muốn mới giặt. Không em kinh doanh nên em cũng ít có làm việc nhà lắm anh, chỉ cuối tuần em mới làm một lần thôi. Sao? Mua nấu cơm, mua đồ cơm điện, mua máy giặt. À, cuối tuần không, ở nhà quét sẵn quét dọn lau chùi thôi. Anh thích cái máy chạy bằng cơm á. Biết sao thấy cái ngồi giặt gì thấy cưng dữ lắm. Nhưng mà không có thời gian anh ơi, nếu mà anh thứ ngồi giặt đồ thì không có thời gian để anh đi làm kiếm tiền. Thứ bảy chủ nhật.
ví dụ anh thích ăn cái gì đó em phải nấu cho anh ăn được, nhưng mà giống như để dành thời gian ăn cái gì cũng được, chủ yếu vui rồi. nhà ăn gì cũng được, vui là được chẩn nè. Thí dụ như có gầy lộn đi chăng nữa cũng cười nha. Cái lộn sao cự? Vậy đi, 5 phút sau cười là được. Em hỏi anh cái nha, thí dụ như hai đứa có bất đồng quan điểm, có cãi nhau á, thì thường cái cách giải quyết mâu thuẫn của anh là sao? Cười cười lên đi chút xíu rồi quay đi, đừng cãi hoài. Nghĩ anh có bỏ đi chỗ khác không? Chút xíu anh đi mất tiêu rồi. Là đi đâu anh? Đi vòng vòng ra ngoài chút xíu quay gió. Khi hai đứa cãi nhau là anh bỏ đi. Vậy đi. Nhịn câu nhịn chín câu lành chút xíu đi, thí dụ mình đi vòng gì nè, rồi quay lại cái bắt đầu cái mình có mới có cái suy nghĩ nó khác lại. Nhưng mà có đi khỏi nhà không, mà đi đâu ra ngoài kiếm người khác không á, ý là không. Mặt câm dữ lắm, lu bu lắm. Không, mà anh sợ những cái lúc mà hai người cãi nhau cái xong giận hay bỏ đi ra ngoài cái gặp người khác an ủi luôn này kia cái xong đi theo người ta luôn á. Không anh mà chịu xa ngã kiểu đó sớm hốt mất tiêu trời. Đi vòng ra bờ ao cho nó thoáng mát cái là đi vô lại phải không? Đi vòng vòng nhà, bởi vì nếu đi vòng vòng nhà được rồi. Có nghĩa là mình tránh cái đối mặt lúc đó đi, đỡ cho căng thẳng cái chút xíu 5 10 phút. Ví dụ như mà anh sai rồi em giận anh rồi anh sao? Anh cười anh chọc hồi em cười à. Rồi khỏi. Anh thuộc giang hồ vui đó. Giang hồ vui. em cái tại vì công việc của em thì tiếp xúc khách hàng cũng nhiều, tại em làm trong bệnh viện là cái khách hàng đó anh. Rồi đối tượng tiếp xúc của em cũng đa dạng, đoàn thanh niên cũng có, người lớn tuổi bệnh viện cũng có. Rồi thí dụ như em tiếp xúc nhiều như vậy anh có ghen không? Em hỏi trước nha. Chấp nhận đến với nhau rồi đến cái gì ghen cái gì nữa mà ghen. Thí dụ giờ con cái về mình chăm sóc lại cho hai đứa, chủ yếu là con cái nó lớn lên gia đình vui vẻ cái đi, ghen cái gì mà ghen, tiền nhiều trong túi thỉnh thỉnh cái đi, ghen gì mà ghen. Đúng rồi, cái tuổi này lo làm kiếm tiền cho con chứ. Như vợ ghen tuông cái gì nữa. Em bây giờ em cũng bên kinh doanh, anh cũng bên kinh doanh. Nếu mà mình lại ăn tiếng nói mà mình coi ra không được, người ta cũng không lợi mình đâu. Thì thành ra anh thì tiếp xúc bên dạng như bên đây người ta cũng nam có cũng nữ có, bà chủ rồi cũng lợi cũng có chứ không phải không có, mà đều có cái ở nông thôn mà nói chuyện cái đa hệ đa cấp dữ lắm. Bởi vì nhầm khi họ nó lai lai rồi nói chuyện vui vui kỳ kỳ họ nó xàm xàm nữa. Anh tên Đông hồi đó người ta tự ông áp tên mấy thằng bạn đặt tên danh biệt danh đó. Là gì đó? Biệt danh gì? Ổn áp. Ổn áp, áp lúc nào cũng ổn hết trơn á, không có nào bất ổn đâu. Rồi thôi bây giờ vậy, cho hai người ngồi tâm sự riêng nhau một chút, cùng thưởng thức một bữa cơm trưa của chương trình. Thì chương trình mình là hẹn ăn trưa nha, trò chuyện với nhau rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn ăn trưa ngon miệng. Em mời anh. Cha mẹ còn đủ không? Dạ, cha em 65, mẹ em 60. Mà cha mẹ em cũng yếu, tại vì cha em bị tai biến lần 3 rồi. Mẹ thì lần thứ nhất. Nên em là con út, em ở chung với cha mẹ em, lo cho cha mẹ. Thí dụ như nãy nói là về ở chung vậy á. Rồi ba má em không chịu đi sao? Tại ba má em giờ miếng đất đó là ở tới già tới chết, chịu đi đâu hết á. Rồi sao anh? Tại giờ em cứ ở chỗ anh. Ở đó đây. Đâu, rồi xong anh chạy tới em luôn. Ăn đi, tôi vô uống thuốc. Bây giờ tôi nhưng uống thuốc xong là tôi phải ăn. Thì lúc nào rảnh á thì anh đi. Thường anh thích ăn món gì? Cá kho. Chưa xong. Kho khô hay kho lạnh? Kho khô, kho lạnh. Vậy cũng thích, cá kho muốn năm đó. Dạ, sao muốn nó tử nó phải ăn một tiếng. Thật ra em nhỏ mở quán ăn thì cái gì em cũng nấu được. Nhưng mà em hay quay làm số nha. Nữa mà tôi nói ăn cái đầu chính khách luôn. Nó nói vậy tôi không chịu. Đó, tôi đòi ăn. Em học nấu đồ nhậu trước rồi mới học nấu ăn. Trước sau anh cũng không ăn. Mắc mớ gì mà phải hành xác. Trước anh làm ở đâu anh? Quyện. Quyện thành trị luôn. Ừ. Lý do ra khỏi ngành cho mình nghỉ anh là sao? Giờ không có ngu như ngày xưa nữa đâu. Cha em xưa cũng là công an của Tiền Giang. Sau này lấy mẹ em mà cha mới về bên đây, cha cũng bỏ nghề luôn. Em hồi đó làm công an là lương ít lắm. Nên khi sanh em xong thì cha thấy là làm cái nghề đó không có lo được cho bốn anh chị em á. Nên là cha nó thôi bỏ. Phải uống anh thuốc hiện tại ăn. Có mấy anh chị em? Sáu. Hai người nữ rồi bốn người nam. Là anh là con thứ mấy trong nhà? Út. Út là thứ mấy á? Thứ bảy. Dạ, em cũng là con út nhưng mà em thứ năm. Em còn hai anh trai với một chị gái nữa. Mà anh chị em có gia đình ra riêng hết rồi, có ơn em ở với cha mẹ nè.
Còn hai đứa nhỏ anh là đi học ở đâu, gần nhà không? Gần nhà, chợ cũng gần nhà luôn. Thịnh Trị là học trường nào? Học ở Tân Tức, học xã Tân Tức. Còn học tại em cũng có mấy người bạn bên ngã năm á, ngay dòng xa ngã năm á, em hay qua đó chơi. Dạ. Cũng mấy chị cũng là giáo viên á, giáo viên dạy trường ngã năm á. Người từ ngã năm xuống đó xa không anh? Ngã năm xuống 15 cây. 15 cây. Dạ. Ở Vị Thanh ở khúc nào? Dạ em ở phường 3 của thành phố Vị Thanh á. Gần cơ quan em luôn, gần cho bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn. Anh dùng đi. Nó có về đây xin chắc kinh về huyện thị xã cũng được, gần gần nhà nó nhòn nhòn, làm chuyện không ấy thì về kinh doanh luôn. Em thì có cái khó là tại vì ba mẹ em hồi trước là làm nông. Em cũng nhỏ cũng cực khổ làm ruộng á, nhưng mà cha mẹ muốn là đi theo nhà nước á, nên là chắc chắn em không bỏ nghề, em vẫn sẽ kinh doanh thêm ở ngoài nhưng mà em không bỏ nghề được. Nếu mà về Sóc Trăng thì để em suy nghĩ, tại vì em hỏi thăm coi là có cái cách nào chuyển biên chế về dưới được hay không. Dạ. Chứ em không bỏ nghề, cái này em thông cảm nha. Tại vì đi học rồi đi làm là ước mơ của ba má em. Em viết tiếp ước mơ của ba má em thôi, chứ em học ở đây kinh doanh. Em là dân kinh tế, nhưng mà ông bà già bắt đi làm y tế. Cũng được, không ấy thì xin về huyện. Dạ. Em cũng chưa biết rồi, để thử mà sao. Với lại hồi nãy em thấy anh cũng hơi ngập ngừng, nên em không biết là anh có suy nghĩ gì khi mà bước thêm bước nữa nhưng mà với một cái người phụ nữ mà đã không qua sao. Hai đời chồng. Anh không quan trọng vấn đề đó. Dạ. Chủ yếu là từ đây trở về sau rồi mình đừng có gặp vấn đề đó nữa, buồn thích màu nội luôn. Nên ai không buồn thiệt, đừng có gặp vấn đề đó nữa là được rồi. Chủ yếu không, nhưng anh biết không, tại vì em á, ở ngoài em rất là mạnh mẽ á, em đàn ông lắm, em mà đội trưởng đội bóng đá của bệnh viện á. Nhưng mà em nhát gan lắm, em sợ ma. Với lại ai mà lớn tiếng với em là em đi chỗ khác em khóc rồi đó. Cho nên là em không biết là khi anh cọc tính lên á, anh có la không? Đâu có cọc với ai đâu, làm trúng tay đau bạo, cọc với ai đâu. Mình làm kinh doanh kinh tế mà mình quạo với người ta, ai lại nhà mình. Với lại nãy anh có chia sẻ chuyện mà vợ anh lo cho bên nhà. Em cũng là một đứa con út ở với cha mẹ, thì nói chung em làm ra tự nhiên thì em cũng lo cho ba mẹ, với lo cho nhóc em với một đứa cháu gái đang ở chung em nuôi nó từ 6 tháng tới giờ. Dạ. Thì không biết là khi mà em đi làm, tức là em lấy tiền của em nha, không em lo cho gia đình em, thì anh có... Anh lo thiếp cũng được nữa, không sao hết trơn, mấy hai chồng biết là được à. Đừng có vụ mà làm xong rồi mới nói, làm xong rồi mới nói không dạ được. Dạ không, tức là cái gì lớn thì bàn bạc với nhau vậy. Làm chuyện gì lớn bàn bạc nhau đến nó mới được lâu dài. Còn ví dụ giờ dâu diêm hơi cũng lòi ra chứ đâu. Không mà mẹ em tánh mẹ em thẳng lắm, giấu mẹ em cũng chịu đâu. Tức là nếu mà có cho tiền thì anh cho mẹ lấy, chứ em cho mẹ không lấy đâu. Tại tánh bà xưa giờ vậy. À vậy như vậy. Đấy, em cũng có anh rể làm quân đội á, nhưng mà thường anh về anh cho tiền mẹ lấy, chứ chị ba cho mẹ không lấy. Ở nhà em vậy, mấy chị dâu cho thì mẹ lấy, nhưng mà mẹ để đó mẹ không có xài. Không có để con đưa, tại vì sợ là vợ chồng bất hòa. Nói chung là anh có dịp anh gặp ba mẹ em, thì ba mẹ em cũng nông dân thôi, ngày xưa cũng mua bán lúa gạo rồi mới về bên đây lập nghiệp ở đây. Nhưng mà nhà em thì giờ nó cũng hên cái là giờ quy hoạch đất ruộng vô quy hoạch hết rồi, chắc là 3-4 năm nữa cũng phải đổi chỗ ở, nhưng mà chưa biết là đi đâu. Nhưng mà cha em thì thích ở vườn á, cho nên cái mô hình kinh doanh của em là làm theo ba, là thích ở vườn trồng cây nuôi cá. Nguyên cục vườn luôn. Dạ. Về cái này nguyên cục vườn luôn. Nhưng mà anh ví dụ như mà khi thật ra em nói cái này nha, ai cũng có một chút xíu ích kỷ đúng không, thì lỡ mà cái chuyện quá khứ đúng là mình không có muốn khơi dậy, nhưng mà có một lúc nào đó nóng giận hay gì đó hay là cái gì đó, thì anh có khi nào anh ghen với cái quá khứ của em không? Lớn ngầu ghen gì mà ghen, em hỏi thiệt mà. Không, thiệt anh không có đâu. Chủ yếu là thí dụ như giờ tự nhiên mười mấy năm cái không qua lại, bây giờ ba nhóc em về thăm đó là anh có bình thường cái đó bình thường, nhưng một người bạn mà không, thí dụ không được vợ chồng bạn thôi. Và con thì ai cũng có đúng không, anh có trai có gái, em thì có thằng nhóc nữa. Như vậy thì không biết là khi hai đứa mình kết hợp lại á, thì mấy đứa nhỏ làm sao, anh lỡ nó có xích mích hay nó có cái gì đó thì anh xử như sao? Thường thì tụi nó lớn thì cách nghĩ nó sẽ khác, anh lỡ có xích mích gì với nhau. Hai đứa con nhỏ nhà là nó cũng mến ở xóm viện, không có xích mích gì đâu, nó dễ, nó nói chung dễ hòa đồng lắm. Dạ. Ở xóm viện nó cũng mít lòng ai. Dạ. Mà giao trước đừng có bấm điện thoại nha.
có điện thoại là sao? Ừ, vụ mà đừng có vô ba game chơi em. Em đi làm rồi về dành thời gian cho anh đi chứ đừng có... Không, em không biết chơi với cái đó anh. Em không rồi. Nhưng mà em có bán hàng online nha. Tức là cái dịch vụ kinh doanh của em là em phải lên mạng, em phải quảng cáo PR cho quán em á. Nên cái đó là không có rày em được nha, nói trước. Anh cũng bán trên mạng chứ chơi em không biết chơi. Dạ. Trời ơi, hai người này giống như là sắp sửa mà kiểu như ngồi và ký hợp đồng hôn nhân tới nơi rồi đó. Nãy giờ tôi ở ngoài tôi điện mà tôi nói chưa có cặp nào mà tôi dành nhiều thời gian nói chuyện như cặp này. Mà vậy là vui. Mà thay vì người ta coi yêu đương gì, người ta bấm nút, người ta hẹn ra quán cà phê, người ta bàn. Còn hai bạn này là bàn luôn, cụ thể con cái. Nói thôi là mình đưa ra những cái khó để mình thấy vậy thôi. Chứ còn thật sự giống như hồi nãy bạn Đông nói sao, thương nhau là cái gì cũng được. Nên đừng có đổ lên mấy đứa nhỏ, tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Ăn thua tư tưởng của người lớn, rồi nó ra mấy đứa nhỏ. Mình thương nó là nó tốt hết à. Chứ con nít á, nó đơn giản lắm. Chỉ cần nữa nè, ai mà thương nó, quan tâm nó thật lòng là nó sẽ hiểu chuyện. Chứ mình cứ toàn là người lớn mình là tạo ra, rồi người lớn mình đổ lên cho con cái. Chứ con cái nào làm gì có được sự lựa chọn ba mẹ, sự lựa chọn gia đình. Nó lớn lên ăn thua, nó được sống trong tình yêu thương, được giáo dục, thì con mình nó sẽ vui vẻ, thoải mái thôi. Thì chị nghĩ là hai bạn đã là những người đã gãy đổ, thậm chí còn gãy đổ vài lần nữa. Mình đã trải qua, mình đã tổn thương nhiều rồi. Thì chị tin rằng là hai bạn sẽ tự biết cách điều chỉnh một cách sau đó khôn khéo, khéo léo, để cho những cái đứa con của mình nó được sống đầy đủ tình yêu thương nhất. Đó là chưa kể dù khi còn đẻ thêm nữa làm chi, đúng không? Cái chuyện con anh, con em, con chúng ta đó là ông bà mình nói những cái ngày xưa là đưa ra những cái khó, nhưng không phải những cái khó mà mình không vượt qua được. Được hay không là tùy. Chứ nhiều khi chẳng phải con anh, con em gì, có hai chồng sống với nhau thôi cũng đã không hợp, đã không được rồi. Chứ không phải là con mình không thôi, mà bất đồng quan điểm về giáo dục, hai chồng cũng đã gây gỗ, thậm chí dẫn đến ly hôn. Nội ngoại khó khăn rồi cũng dẫn đến ly hôn. Tất cả mọi thứ đều có thể dẫn đến ly hôn nếu như cái tình cảm của mình nó cạn duyên và mình không có đủ cái sự kiên trì, sự thấu hiểu lẫn nhau. Chứ không bao giờ vì một lý do gì, không bao giờ vì tại con cái nó, con anh con em nó không hợp mà mình ly hôn, không có đâu. Do hết cha với mẹ hết á. Đó, cho nên là mình đưa ra là để đưa ra để mình nói cho có những cái sự việc là cái hoàn cảnh của anh của em là nó đang khó như vậy đó. Còn nếu mà mình đã thật sự yêu thương nhau, mình quyết mình chọn nhau, thì ở cái tuổi này và những cái sự từng trải đó, chắc chắn mình phải làm sao để mình né được. Một lần là còn xui rủi, hai lần là do số phận, mà ba lần là mình không thể nào, bất quá tam ba bận không thể nào mà không được, đúng không? Còn không là mình phải cân nhắc cho kỹ, tìm hiểu cho kỹ. Đó, ý là chị nói như vậy thì thấy là ổn đó, tôi thấy ổn đó, rồi cố gắng lên. Hy vọng là ấy đó, thì thật sự là hai bạn cũng cái hoàn cảnh nó phù hợp, cái tuổi tác nó phù hợp. Có một vài cái là cái công việc nó cùng là kinh doanh, nhưng mà hai bạn là hai cái mảng, hai cái ngành khác nhau. Yeah. Thậm chí hồi nãy gì Tường nói vui vậy đó, nói mình nó là ngâm ông này chứ không phải là chọc ghẹo gì anh làm giờ bạn đâu, nhưng mà thật sự là mỗi người một cái công việc. Yeah. Một bên là mình làm y tế, một bên là mình làm về những cái lao động tay chân. Điều tất cả mọi thứ đều nó có một cái giá trị như nhau trong cái cuộc sống này, miễn là mình hướng tới mục đích là yêu thương, phát triển cái kinh tế để mà cho cái con cái của mình sau này nó có đời sống tốt hơn. Rồi bạn còn trầm tư gì nữa không? Còn suy tư gì nữa không? Em chia sẻ xíu để cho anh yên tâm, là em là công tác xã hội, là em chuyên giúp đỡ trẻ mồ côi, lang thang cơ nhở, vô gia cư, bệnh nhân tâm thần. Với lại hồi cái người thứ hai của em á là có hai đứa con gái, em cũng ôm về em nuôi hết 2 năm. Dạ, tới giờ tụi nó vẫn gọi em là mẹ. Nên cái này thì anh không có phải phân vân, mấy đứa cháu ở nhà nó cũng rất là quý. Tại vì em làm công tác xã hội thì em thấy nít là em thương, mà người già em cũng thương nữa. Dạ. Mà nhiều khi em thương hết xã hội mà em không thương anh thì nó mới chết chứ. Đau lòng lắm. Đúng không? Bây giờ ý người ta chỉ yêu cầu là gì? Làm hết, lo hết đi, nhưng mà về nhà tập trung cho anh. Đó, đừng bấm điện thoại vậy đó. Ý là phải dành cái thời... Nãy giờ ông này ông cứ là một câu thôi. Một cái điều quan trọng là phải dành thời gian cho ổng. Chứ bây giờ con cái kệ nó đi, ý là con cái nó lớn hết rồi, nó đến lúc nó tự lo để cho ba mẹ, phải lo có riêng làm gì làm, phải vợ chồng phải có cái khúc riêng tư, đúng chưa? Đúng không đâu? Vậy mới chịu. Đó, vậy mới chịu, vậy mới cưng được chứ. Mình cũng có một cái khoảng thời gian gọi là tạm tạm, nhiều không nhiều nhưng mà cũng đủ để trao đổi và để hiểu được nhau. Thì bây giờ hai bạn còn có thắc mắc gì, nhưng mà thật ra chị vẫn muốn hai bạn nêu cái cảm nhận riêng của từng người. Khi hôm nay mình gặp đối phương, mình cảm nhận về người ấy như thế nào. Còn thật sự để tìm hiểu, mình còn có một cái chặng đường dài phía trước. Gặp nhau nhiều lần nữa, nhiều khi có yêu nhau, nhiều người ta yêu nhau 5-7 năm, lấy nhau cái về ly hôn liền. Rồi nhiều khi có những cặp người ta gặp nhau, người ta mai mối, người ta sống với nhau cả đời. Cũng mình xui là mình mai mối mình gặp về mình chia tay, mình xui mình gặp ngay vũ phu, đó là cái số. Dạ. Số phận thì bây giờ mình phải kỹ. Đó, thì bây giờ không biết là trước tiên là tôi là luôn ưu tiên phụ nữ trước, rồi em còn băn khoăn gì nữa không trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hơn ngày hôm nay hay không, hay là cái cảm xúc của em hiện tại là như thế nào? Nói chung qua những cái mà anh chia sẻ thì em cảm nhận anh là cái người chân thành. Và thật ra em cũng rất là nể anh, tại vì đàn ông mà vừa lo kinh tế mà vừa nuôi con 2 đứa nữa, thì
Thì đó là cái điều mà em rất là trân trọng. Với cái nữa là hai đứa cùng xuất phát là gia đình nông dân. Em 7 tuổi rồi đi dắt lúa cho cha em rồi, tại nhà em mua bán như lúa mà. Cho nên là nó có một cái sự đồng cảm gì đó mà thật ra em nhìn trong ánh mắt của anh em cảm thấy rất là thương. Em không biết sao nữa nhưng mà nó có cái gì đó, nhưng mà chắc có lẽ là cần thêm một cái khoảng thời gian nữa. Rồi có thể là anh qua bên em chơi cho biết bên chỗ em, rồi em về quê anh như thế nào đó, rồi từ từ mình tìm hiểu, nếu mà được thì tiến xa, còn không thì mình làm bạn cũng được anh ha. Vậy đây, quyết tâm vậy đấy. Rồi cảm nhận của anh ngày hôm nay như thế nào? Cảm nhận sao chị biết? Nãy giờ tôi thấy ông nói quá trời, tôi đi ra ngoài thấy ông nói quá trời, mà cứ tôi vô tôi hỏi ông là ông không nói được cái câu nào là sao? Cái cảm nhận trong người mình bây giờ mình đang thấy như thế nào? Hay là hôm nay mình gặp cô ấy thì mình có nhận xét gì hay không? Nãy giờ trò chuyện cũng hơn nửa tiếng đồng hồ của tôi rồi. Hay là còn điều gì muốn nói nữa không? Thấy cưng quá. Cưng hoài, cứ thấy cưng hoài, mệt ghê luôn à. Không, anh nghĩ em sao anh nói nha anh. À, mới đầu á là nói gì vậy? Hay mất ước hả? Dạ. Thì mình lấy mạnh mẽ chứ mất ước gì, chẳng khóc giỡn thì đủ. Không có anh khóc ơn. Ừ, thì dạ. Nó nói dưới đây cũng vậy, chứ khỉ khô gì đâu. Có khóc nè hả? Có, biết nhiều nước mắt đó chị ơi. Vậy hả? Khóc về chuyện gì? Nó nói cho buông ra, nhìn buông ra, tại sao gia đình ta im ấm, gia đình mình vậy, có đôi khi thiệt suy nghĩ tới. Rồi con cái nó ngủ còn đêm hôm. Cái dòm nó cái khóc. Ừ, thì quéo rồi cái khóc. Thì đó là cái dấu hiệu của những người mà bị tổn thương nhiều, với lại là không có những cái trần tru trong cái con đường tình cảm thì thôi. Cho nên là cũng hy vọng qua cái điều đó mà các bạn sẽ cảm thông được với nhau. Thì cũng giống như em gái nói vậy đó, đây là mới sự khởi đầu thôi. Còn đây là cái cơ hội để mình gặp được nhau thôi. Còn có trân trọng nó hay không, có nắm bắt nó hay không là còn là ăn thua của các bạn nữa. Cái duyên tới đâu nữa. Với lại là ở tuổi này thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ cân nhắc rất là kỹ. Em cũng cân nhắc rất là kỹ, ngay cả Đông cũng vậy. Đông cũng nói là định nói vậy luôn rồi, nhưng mà biết đâu cái duyên nó tới, ví dụ vậy. Thì mọi người còn ấy còn có một cái thời gian phía trước. Thôi bây giờ vậy nè, mình phải đo cái cảm xúc chút xíu nè. Đó, đôi bàn tay khô ráp này cũng phải có sự va chạm, coi người ta có chịu được không. Cho đưa bây giờ đưa cái tay qua cái cửa trái tim, nắm tay cổ để cô coi cô có cải thiện được cái bàn tay này không. Rồi nhìn nhau 30 giây muốn nói câu gì nữa không, rồi rút tay lại là bấm nút đó, coi cổ có bấm hay không mới là cái chuyện quan trọng. Thôi không nói với tôi, thôi nói với cổ đi. Em ơi, về cắt móng tay cho anh nghe chẳng hạn. Không, cạo nước sơn giùm anh được. Rồi được chưa? Rồi, đó là cái cảm xúc ha. Tự mỗi người tự sẽ cảm nhận được ha. Cái này hỏi gì cũng khó nói. Thì những cái gì mà đặc biệt nãy giờ chị cũng rất là ưu ái cho cặp đôi của mình, chị cũng dành nhiều thời gian. Hy vọng rằng là nếu mà các bạn có một cái chút cảm xúc với nhau thì nắm bắt cái cơ hội rồi cho nhau cái thời gian nhiều hơn để tìm hiểu. Rồi bây giờ thì mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu, để hẹn hò thì mình bấm vào. Còn cần cảm thấy không, cái người này mình chưa được, chưa phù hợp thì mình có quyền lấy tay ra. Cơ duyên là do mình có nắm giữ hay không. Nút màu đỏ thì có một cái nút đó thôi, hai nút kia hai nút giả. Bấm là cái lỗ ở trong, cái bấm ở ngoài là cái thông thanh sắt nè. Ông làm thợ hàng ông phải biết nha, cái tay ông bự quá ông biết lúng không nữa. Rồi xin mời hai bạn nhắm mắt lại ạ, suy nghĩ thật kỹ, sau 30 giây đưa ra quyết định của mình nha. Cảm nhận từ nãy đến giờ mình đang nói chuyện với người ấy như thế nào, có rung động chút nào hay không, có xao xuyến hay không. Rồi nhắm mắt lại, 1 2 3. Ông bấm chưa? Rồi bấm, không ăn. Ông ăn, tôi đã nói rồi, tôi đã cái ngón tay ông, tôi nhìn là tôi thấy bấm không được. Nghi rồi. Nghi rồi. Làm thợ hàng thợ điện. Em tưởng là không bấm. Rồi rủi vậy, hậu có, ta nói là em tưởng anh không bấm kìa. Không có đâu, anh bấm rồi. Bấm rồi, sao bà đèn nhẹ, nó chiếu. Đang nêu, anh đâu dám bấm, làm gì mạnh đâu. Sao vậy? Sợ hư độ, chị mới mớp cũng thường nữa. Hư thì ông sửa, cái này nghề của ông mà. Em đâu thừa hạn tiện này đâu có đâu. Đâu làm này đâu. Rồi đi qua đây đi ông nội ơi, tôi mệt ông quá à. Qua đây. Muốn lý sự dữ lắm mà lúc kêu nói chuyện cảm xúc rồi thì im gu rồi, không nói được câu nào hết á. Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau, đứng nhìn về phía trước để tôi chúc phúc cho vài câu coi nào. Rồi nắm tay nhau đi. Thật sự là dì Tường cũng rất là vui. Mà dì Tường nghĩ rằng là tất cả khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, họ theo dõi thì nãy giờ họ cũng mong muốn cái giờ phút mà hai bạn nắm tay nhau. Nhưng mà dù nãy giờ mình nói chuyện có lúc vui, có lúc giỡn, nhưng mà Tường biết là hai bạn cũng rất là nghiêm túc. Nhưng mà đặc biệt là Đông á, mình là nam
chị nói thiệt, mình là nam, tôi là luôn binh vực phụ nữ. Thứ nhất, không có vũ phu. Đối với những người đã tổn thương nhiều rồi, mình phải nâng niu chút xíu. Mình là đàn ông mà, mình cũng đã trải qua, mình có những cái đêm khóc thầm rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ có những cái đêm mà mình cười khúc khích với nhau, ra ngồi câu cá ha, nhâm nhi với nhau một ly sáng, uống một ly trà. Đó là cái hạnh phúc mà ai cũng mong muốn hướng tới. Chị Tường cũng mong muốn điều đó mà chị cũng chưa có được. Thì thấy hai bạn như vậy chị cũng rất là xúc động. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ nắm bắt được cái điều đó. À, có tin vui gì thì báo cho Tường biết nha. Dạ. À, mời tôi về quê ha, tôi về tôi review đám cưới, tôi review luôn. Dạ. Được chưa? Ồ, dân cây khỏi suy nghĩ luôn. Khỏi vậy luôn ha, cố gắng nha. Phải nói chung là cái người phụ nữ này cũng rất là giỏi và cũng đã chịu nhiều cái tổn thương rồi. Mình tế nhị một xíu, mình quan tâm nhau một xíu. Đặc biệt là giai đoạn này thì phải dành thời gian. Mà cũng gần mà, có mấy chục cây à, phải chạy qua chạy lại thăm nom. Phụ nữ người ta cần cái người đàn ông bên cạnh. Rồi được, mình phải thuyết phục làm sao để mà cổ mới dọn về với mình chứ. Đúng không? Cái sự chủ động là phải ở đàn ông. Phụ nữ người ta chỉ bật đèn xanh thôi chứ người ta không thể chủ động hết. Đàn ông là phải chủ động nha. Rồi, chúc mừng hai bạn sẽ có một thời gian tâm sự hẹn hò với nhau thật là vui vẻ, thật là lãng mạn. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh trong cái ao ngồi câu cá tôi thấy lãng mạn lắm nha. Lẽ tôi ké chứ trời. Xuống rồi đi. Rồi, chúc mừng hai bạn. Dạ, chị đi câu cái giỏ. Rồi, ok.